Chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 36, tôi đảm bảo với mọi người. Hoàng Bân, cậu nói lại lần nữa xem. Chu Dương vẫn chưa kịp phản ứng, Ngưu Xuyên đột nhiên trừng mắt nhìn Hoàng Bân, khua nắm đấm, tư thế chuẩn bị xông tới. Hừ, chẳng lẽ tôi nói sai sao, Chu Dương chẳng qua cũng chỉ là một thằng ở rể, các người đi theo nó làm gì? Theo bám đuôi sao, ha ha. Hoàng Bân cười khinh bỉ. Mẹ nó, anh Xuyên, anh Dương, tôi đi cùng các anh. Nhưng đúng lúc này, có giọng nói dõng dạc bỗng nhiên vang lên. Một nhân viên bảo vệ cường tráng trực tiếp xé rách bộ đồng phục đang mặc, ném xuống đất, gào to một tiếng, rồi tiến tới trước mặt Ngưu Xuyên và Chu Dương. Tôi cũng đi cùng. Còn tôi nữa, sớm đã không chịu nổi Hoàng Bân rồi, việc gì cũng không hiểu còn thích khoe khoang. Có người dẫn đầu, lập tức vang lên hai giọng nói nữa. Chu Dương nhận ra ba người này, trước đây từng ăn cơm, uống rượu với nhau, có một chút giao tình. Nhân viên bảo vệ đưa ra quyết định đầu tiên tên là Triệu Binh, là một quân nhân chuyên nghiệp, tính cách có chút Kaiota CS động, Chu Dương đã từng giúp đỡ anh ấy giải quyết vài chuyện phiền phức. Hai người còn lại, đều là những thanh niên thô lỗ không biết ăn nói, thân hình rắn giỏi cao to, một người tên Trần Thắng, một người tên là Trần Lợi, là hai anh em ruột. Lão Vương, Lão Phương, Lão Trương, còn các anh. Ngưu Xuyên rất vui mừng, có người đồng ý đi cùng làm anh rất thỏa mãn. Nhưng ba người còn lại vẫn chưa hề lên tiếng. Xuyên tử, anh cũng biết phía sau chúng tôi còn có gia đình, già có trẻ có, để có được một công việc thật không dễ dàng gì, nếu xảy ra chuyện gì bất chắc thì coi như chấm hết rồi. Ba người này có chút lớn tuổi, những người đến tuổi trung niên có nhiều điều kiêng dè, đây là chuyện thường tình, Chu Dương và Ngưu Xuyên đều có thể hiểu vì vậy cũng không nói gì nhiều. Được, ba người là lũ vong ơn, không muốn làm nữa đúng không? Được, lương tháng này cũng đừng nghĩ đến nữa, cút cho tôi. Hoàng Bân liền thở gấp, nhưng căn bản không phải là đối thủ của Ngưu Xuyên nên không dám quá quyết liệt. Không cần chính là không cần, một chút tiền đó để đuổi ăn mày à. Triệu Binh tính cách nóng nảy, đã đưa ra lựa chọn, căn bản sẽ không quay đầu lưu luyến. Đợi chút, Hoàng Bân phải không, tiền lương của họ. Mày không những không được khấu trừ mà còn phải thanh toán toàn bộ. Mọi người đều không nghĩ sẽ lấy được tiền lương, nhưng Chu Dương đột nhiên lại lên tiếng. Bọn họ không cần tiền, vì nhất thời Kaiota CS động, hay vì điều gì khác, Chu Dương cũng không rõ. Nhưng anh biết, không thể khiến ba người này vì mình mà gặp phải bất kỳ tổn thất nào. Ha ha, nực cười, tôi không đưa, các người muốn cướp phải không? Hoàng Bân có chút kiêng dè với ba người Ngưu Xuyên, lùi ra sau một bước lập tức gọi điện thoại. Alo, Đao ca, bên em xảy ra chút chuyện, đúng, tiểu khu bên này có người gây sự. Cái gì, anh muốn đích thân đến? Vậy thì tốt quá, có anh ở đây, nhất định sẽ dọn dẹp sạch bọn chúng. Hoàng Bân hết mực cung kính đối với người đầu dây bên kia, từ lúc bắt đầu giọng điệu vô cùng dè dặt nhưng nghe thấy đối phương muốn tự mình đến liền vui mừng phấn khích. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mặc dù không biết tại sao Đao ca hôm nay có chút vội vã, nhưng chỉ nghĩ tới việc hắn đến, sẽ khiến hai người Chu Dương và Ngưu Xuyên Kaiota sợ, Hoàng Bân liền không nhịn được mà bật cười. Do bật loa ngoài, Chu Dương và Ngưu Xuyên cũng nghe được giọng nói của Đao ca, hai người liếc nhìn nhau, đều cố nhịn cười. Được, vậy chúng ta ở đây đợi, xem Đao ca là người thế nào. Chu Dương cười nhẹ. Cuối cùng tìm đến một cái ghế và ngồi xuống. Hừ, cho các người đắc ý thêm một chút. Chưa tới 10 phút, một tiếng ồn lớn vang tới. Đao ca tới rồi. Hoàng Bân Kaiota CS động chạy tới phòng bảo vệ tự mình nghênh tiếp. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hoàng Bân dẫn một người đàn ông trẻ tuổi bước vào, chỉ trỏ trỏ vào mấy người Chu Dương. Còn Đao ca nhìn thấy Chu Dương, Ngưu Xuyên, sắc mặt liền thay đổi. Vô cùng u ám. Đao ca, chính là bọn chúng. Bụp. Hoàng Bân còn muốn nói điều gì, nhưng lại nhận chọn một bạt tai của Đao ca vung tới, cơ thể đứng không vững, trực tiếp ngã lộn xuống đất. Đao ca, là bọn chúng kiếm chuyện, sao lại đánh em? Hoàng Bân ngây người, sững sờ nhìn Đao ca, căn bản không biết vừa xảy ra chuyện gì. Thì ra cậu là Đao ca, chẳng trách Hoàng Bân hung hăng ngạo mạn đến vậy.
Chu Dương không đứng dậy mà cười nhạt nhìn Đao Ca, nói vu vơ. Ngay lúc đầu nghe thấy tiếng gầm thét của Đao Ca, anh và Ngưu Xuyên liền nghĩ đến Tiểu Đao, hiện giờ gặp mặt, quả nhiên là như vậy. Chu tiên sinh, xin lỗi, là tôi không quản tốt thuộc hạ của mình, gây rắc rối cho ngài rồi. Tiểu Đao mặt hối lỗi, một chân đem Hoàng Bân đạp về phía trước. Xin lỗi Chu tiên sinh, nếu không, mày về sau cũng đừng nghĩ đến chuyện làm ăn ở đây nữa. Đao Ca rất cung kính với Chu Dương, nhưng lúc quay qua Hoàng Bân lại lạnh lùng khác thường. Chu tiên sinh cái gì, Đao Ca, hắn chẳng qua chỉ là thằng ở rể, anh sao lại phải đối xử với hắn như vậy? Hoàng Bân che mặt, căn bản không dám tin việc bản thân đang chứng kiến. Nhìn Đao Ca cực kỳ oai phong, vậy mà lại cung kính với Chu Dương như vậy. Trong thâm tâm Hoàng Bân, vốn là chuyện không thể tưởng tượng. Không sai, tôi chính xác là một người ở rể. Chương 37, kẻ trục trộm. Chuyện của Hát rất nhanh đã được giải quyết xong, Lão Vương cũng lên làm đội trưởng đội bảo vệ mới. Chu Dương ra khỏi phòng bảo vệ, bốn người Ngưu Xuyên, Triệu Minh, Trần Thắng, Trần Lợi đi theo đằng sau, Chê Y mặt tràn đầy tự tin và kỳ vọng. Bây giờ, bốn người sau lưng anh, chính là những thành viên nòng cốt mới. Hôm nay vui mừng, tôi mời các cậu ăn cơm. Chu Dương phất tay, mấy người đi về phía quán cơm nhỏ trước đây thường tới, dường như trở lại thời gian cùng nhau ngông cuồng trước đây. Hôm sau, Chu Dương uống rượu say một đêm bị chuông điện thoại kêu làm tỉnh giấc. Alo, giám đốc Chu, anh vẫn chưa tới công ty sao, giám đốc Thẩm tìm anh, hơn nữa còn có một đối tác muốn gặp anh. Giọng nói rõ ràng của Diệp Sở Thiến vang lên, khiến Chu Dương tỉnh táo lại không ít. Vừa nghe thấy có người tìm mình, Chu Dương lập tức nhớ tới cuộc hẹn với Hổ Gia ngày hôm qua. Về Hổ Gia, Chu Dương không hiểu nhiều, nhưng anh biết, Hổ Gia rất có uy lực giới, chỉ là mấy năm gần đây kiểm tra nghiêm ngặt, cho dù là ông ấy, cũng không thể không cẩn thận làm việc, vẫn luôn tìm cơ hội để tẩy trắng. Mà đúng lúc này, công ty Danh Dương lại đề ra hạng mục thành phần trắng ra, liền bị Hổ Gia nhắm trúng. Được, tôi lập tức sẽ tới. Bỏ lại một câu, Chu Dương vội vàng đi chuẩn bị. Nửa tiếng sau, công ty Danh Dương. Hổ Gia, hoan nghênh. Chu Dương vừa đi vào công ty, liền nhìn thấy Hổ Gia ngồi dựa vào ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần, mà anh Bảo cũng đứng sau lưng ông ta, lúc này cười đi lên đón. Chê y văn kiện kia, viết rõ ràng tài liệu gốc của tờ báo tin tức kia, và lý do những tin tức kia truyền khắp nơi ngày hôm qua. Gần như tất cả các công ty đăng báo, đều nhận được một email nặc danh vào tối hôm trước. Mà trong email nặc danh kia, lại là những bức ảnh thân mật giữa Chu Dương và Thẩm Bích Quân. Đối với những công ty báo chí này, bọn họ căn bản không cần suy nghĩ tới thật giả, chỉ cần có trò hay, có điểm nóng, có thể thu hút được sự chú ý của càng nhiều người, bọn họ sẽ chẳng quan tâm gì cả mà đăng lên. Mà sự thật là, tin tức liên quan tới Chu Dương và Thẩm Bích Quân, cũng truyền khắp thành phố trong vòng một ngày, cho dù là quen biết, hay là không quen biết, đều bàn tán cười nhạo. Không biết Hổ Gia có tra ra được ai là người gửi email nặc danh không? Chu Dương đanh mặt lại, chả trách anh nhìn mấy tấm ảnh kia cứ thấy là lạ, hóa ra là chụp lén. Dẫn lên đi. Hổ Gia tùy ý nói, anh Bảo liền đi ra khỏi văn phòng. Không lâu sau, anh Bảo liền dẫn một gã đàn ông trung niên đi vào. Mà gã đàn ông trung niên kia vừa nhìn thấy Hổ Gia, liền lập tức quỳ xuống. Hổ Gia, tôi không dám nữa đâu, ông tha cho tôi đi. Nói rồi không ngừng dập đầu xuống, chán đập chê y nền đất, phát ra tiếng đùng đùng trầm thấp. Nhìn xem người trước mắt ông phải bồi tội với bọn họ mới phải. Hổ Gia lạnh nhạt nói. Mà gã đàn ông trung niên ngẩng đầu lên nhìn thấy Chu Dương và Thẩm Bích Quân, sắc mặt. Cũng thay đổi, quỳ chê y đất liên tục xin tha. Tôi sai rồi, tôi không dám nữa đâu, xin hai người tha cho tôi đi. Rốt cuộc là ai sai khiến ông làm vậy? Trần Tuấn Sinh. Gã đàn ông khai ra người sai khiến, Thẩm Bích Quân và Hổ Gia đều nhìn về phía Chu Dương, một mặt nghi hoặc. Tôi nhớ cái tên Trần Tuấn Sinh kia, hình như trong buổi tiệc ngày hôm đó, là người đi cùng cậu Thẩm phải không? Hổ Gia nghĩ nghĩ, có hơi không chắc chắn mà nói. Không sai, chính là hắn. Trong lòng Chu Dương đã rõ, những suy đoán trước đây cũng được chứng thực. Chu Dương, chuyện này bắt nguồn từ anh.
tôi hy vọng anh có thể mau chóng giải quyết xong, nếu không, còn xảy ra hiểu lầm lớn hơn nữa, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Thẩm Bích Quân vứt lại một câu, cười mỉm một cái, rồi rời đi thẳng. Chương 38, dự án đi vào sản xuất. Lúc này, trong phòng làm việc chỉ có Chu Dương và vài người của Hổ gia. Gã đàn ông chụp lén ăn này đã bị Bào Ca lôi ra ngoài. Chu tiên sinh, tôi không biết giữa cậu và Trần Tuấn Sinh có mâu thuẫn gì, nhưng nếu có chuyện gì khó giải quyết, cậu chỉ cần nói một tiếng, tôi nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hổ gia ánh mắt kiên định nhìn Chu Dương, nghiêm túc nói. Tại sao vậy, Hổ gia rốt cuộc có ý gì? Chu Dương dù biết lời của Hổ gia là thật lòng, nhưng vẫn thấy có chút khó hiểu. Hai người họ, tính cả ngày hôm nay, thì cũng mới chỉ gặp nhau có 3 lần thôi. Thế mà ở lần gặp mặt thứ 3 này, Hổ gia lại đối xử vô cùng tốt với anh như vậy. Nếu như chuyện này thật sự không còn nguyên do ẩn ý nào khác, Chu Dương quả thật cũng thấy khó tin. Tôi nghĩ, dự án sản phẩm làm trắng da và chống lão hóa này, chắc cũng không cần phiền nhiều đến Hổ gia. Chu Dương đáp trả rành mạch, anh cũng không vì việc Hổ gia coi trọng mình mà sinh lòng kiêu căng. Lúc trước không phải tôi đã nói rồi sao, người mà tôi nể phục chính là cậu, Chu Dương. Hổ gia lúc này ánh mắt sáng ngời nhìn Chu Dương, không còn che giấu sự cảm phục dành cho anh. À, thôi vậy, dù sao tôi cũng rất cảm ơn sự giúp đỡ lúc tối qua của ông. Chu Dương cười nhẹ một tiếng, cũng không muốn truy cứu thêm chuyện này. Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, không biết cậu định xử lý chuyện này như nào. Hiện giờ cả thành phố đều đã biết tin tức rồi, có thể đa phần mọi người đều cười trừ cho qua. Nhưng ảnh hưởng cuối cùng là không tốt chút nào. Hổ gia khẽ cười nói. Sau đó ông liền đổi đề tài khác, chuyển sang tin tức về Chu Dương và Thẩm Bích Quân. Nếu như cậu không nghĩ ra cách nào, tôi có thể ra tay giúp cậu. Chỉ là lần này, tôi hy vọng nhận được câu trả lời từ cậu. Hổ gia trầm giọng nói. Chu Dương biết Hổ gia đang nói đến câu trả lời nào. Ngày hôm đó ngồi uống rượu. Hổ gia nói rằng muốn cùng Chu Dương tiến hành hợp tác vài hạng mục riêng biệt. Chu Dương lúc đó kinh ngạc, nhưng vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Bây giờ Hổ gia lại nhắc lại vấn đề này, chắc chắn đang chờ đợi một câu trả lời từ phía Chu Dương. Chu Dương rất muốn từ chối, vì anh không muốn có sự hợp tác nào giữa mình và Hổ gia, sợ vì chút lợi khác nhau mà gây bất hòa. Thế nhưng đối mặt với những thứ tin đồn phức tạp kia, không phải một mình Hổ gia có thể giải quyết được. Dẫu sao bọn họ đều là một nhóm ngông cuồng giống nhau. Nếu họ nghe được thứ tin tức nhảm nhí nào, sẽ lập tức quyết truy đuổi để dập hết. Được, dù sao tôi cũng hy vọng Hổ gia có thể khống chế được đàn em của mình. Nghĩ đến tiểu đao tối hôm qua, cộng thêm tình cảnh tàn khốc máu me đầm đìa, Chu Dương liền phải nhắc nhở một chút. Không thành vấn đề. Hổ gia cười lớn, ánh mắt nhìn Chu Dương sáng rực hơn trước. Chu Tổng, công trường bên kia có chút chuyện. Đúng lúc này, Diệp Sở Thiến ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa rồi báo tin. Có chuyện gì vậy? Chu Dương nghiêm nghị trả lời, trong lòng cũng có chút lo lắng. Khởi động dự án sản phẩm làm trắng da và chống lão hóa xong, thì bên công trường tiến hàng sản xuất, căn cứ vào tiến độ dự tính, thì bây giờ cũng gần đến thời gian xuất xưởng lô hàng đầu tiên. Thế nhưng công xưởng lúc này lại xảy ra vấn đề, đây là điều mà Chu Dương không muốn xảy ra chút nào. Không phải vấn đề gì lớn, chỉ là lô hàng đầu tiên đã sản xuất thành công. Trưởng công xưởng hỏi anh có muốn đi quan sát một chút không? Diệp Sở Thiến vừa dứt lời, Chu Dương liền nhanh chóng đi tới, cầm lấy văn kiện bên công xưởng gửi tới Chê Y tay cô, mở ra xem. Tốt lắm, quá trình sản xuất xem ra tiến hành khá thuận lợi. Đọc một lượt các hạng mục được đánh dấu Chê Y văn kiện, Chu Dương tâm trạng vô cùng vui vẻ. Tảng đá lo âu nặng trĩu treo trong lòng cũng biến mất. Chỉ cần lô hàng đầu tiên này sản xuất thành công và không phát sinh vấn đề gì, thì có thể bắt đầu sản xuất theo quy mô lớn. Việc quảng bá cho sản phẩm dưỡng da này cũng có thể lập tức triển khai được rồi. Hổ gia, lô hàng đầu tiên của sản phẩm dưỡng và làm trắng da đã được sản xuất thành công. Không biết Hổ gia có chút hứng thú cùng tôi đi quan sát không? Chu Dương tâm trạng vô cùng phấn khích, đây là tin tức tốt nhất anh được nghe trong cả một quãng thời gian dài. Được thôi. Chúng ta cùng đi xem, tôi cũng muốn xem sản phẩm dưỡng da này rốt cuộc như thế nào mà lại khiến bao nhiêu người phải đổ xô vào.
Hổ Gia vừa cười nói, rảo bước cùng Chu Dương. Công xưởng sản xuất sản phẩm nằm ở ngoại ô phía nam thành phố. Từ công ty Danh Dương đi đến đó, cũng không đến một giờ đồng hồ. Hoan nghênh Chu Tổng đến chỉ bảo. Trưởng công xưởng là một người đàn ông trung niên, nhìn thấy Chu Dương tới nên vô cùng vui mừng chào đón. Có thể trực tiếp nhận được đơn đặt hàng sản xuất từ công ty Danh Dương, trưởng công xưởng dĩ nhiên vô cùng vui mừng. Đây là Chu Đức Khoan, là trưởng công xưởng, vị này là Chu Dương, Chu Tổng của chúng ta, là người phụ trách dự án sản phẩm làm trắng da và chống lão hóa. Còn vị này là Hổ Gia, là người hợp tác với công ty Danh Dương. Diệp Sở Thiến đứng ở giữa giới thiệu. Chu trưởng xưởng, mẫu phẩm đã được sản xuất thành công rồi đúng không? Mang đến cho tôi xem chút nhé. Chu Dương không hàn huyên quá lâu, giới thiệu chào hỏi xong, là lập tức đề nghị muốn xem sản phẩm mẫu. Cũng là lẽ tự nhiên. Nào Chu Tổng, Hổ Gia, mời theo tôi. Chu Đức Khoan không hề có chút bất mãn nào, liền dẫn mọi người vào trong công xưởng. Công xưởng này được khởi công vào cuối thế kỷ trước, tính đến nay cũng ngót 20 năm rồi. Theo lý mà nói, trải qua 20 năm sử dụng và trùng tu, nên quy mô hẳn sẽ rất lớn. Thế nhưng trái ngược hẳn, công xưởng này tên là Tam Thái Phú Túc, hiệu quả đem lại không cao, nên chỉ miễn cưỡng duy trì vận hành. Chu Dương và những người khác đi vào trong xưởng, lập tức cau mày khó chịu. Không phải là do Chu Đức Khoan làm sai chuyện gì, mà là bên trong xưởng mọi thứ nhìn rất tệ hại. Không chỉ không tiêu diệt nấm mốc triệt để, mà còn không đáp ứng được đầy đủ trang thiết bị để lọc sạch không khí. Dự án sản phẩm làm trắng dưỡng da chống lão hóa này, chính là sản xuất mặt nạ dưỡng da. Thế nên đối với những loại sản phẩm dùng trực tiếp che y mặt người, điều kiện sản xuất phải đáp ứng những tiêu chuẩn vô cùng cao. Nhưng hiện tại, chỉ cần nhìn thoáng qua, Chu Dương đã thấy không hài lòng. Còn Chu Đức Khoan cũng là người biết thăm dò ý tứ người khác qua giọng điệu và sắc mặt, nên vừa khi nhìn thấy thái độ của Chu Dương, ông cũng biết rằng đang có vấn đề. Chu Tổng, thực ra công xưởng này mấy năm nay không đem lại nhiều hiệu quả và lợi ích. Thực tế mà nói, nếu không phải vì nhận được lời đặt hàng bên công ty Danh Dương, e là chúng tôi khó mà chống đỡ được đến năm sau. Chu Đức Khoan khổ sở nói, trong lòng cũng thấy cay đắng vô cùng. Vì công xưởng này, Chu gia nhà ông đã kinh doanh đến ba đời. Đến đời của ông, chính là đời thứ ba. Mà nói ra cũng thấy có chút kỳ quặc, tôi căn bản cũng không nghĩ tới, công ty Danh Dương là một công ty lớn, sao lại biết đến công xưởng của tôi, thậm chí là chủ động đặt hàng sản xuất bên chúng tôi nữa. Chu Dương nghe vậy, liền nhìn về phía Diệp Sở Thiến. Đối với những lời Chu Đức Khoan vừa nói, Chu Dương tuyệt nhiên không biết chút gì. Công trường sản xuất của dự án này từ sớm đã được quyết định rồi. Nhưng khi đó, anh chỉ là một nhân viên bình thường, căn bản không đủ trình độ để can thiệp chuyện chọn công trường sản xuất cho sản phẩm. Chuyện này do Thẩm Tổng tự mình quyết định, không hề thông qua bàn bạc với hội đồng quản trị. Diệp Sở Thiến nhỏ giọng giải thích rõ ràng. Chu Dương lặng lẽ gật đầu, cũng không truy hỏi gì thêm. Nếu đây là do Thẩm Bích Quân quyết định, anh không dễ gì can thiệp được. Thế nhưng cơ sở vật chất trong công trường vẫn cần phải cải tiến. Chu trưởng xưởng, sản phẩm chúng tôi đặt hàng sản xuất là mặt nạ dưỡng trắng và chống lão hóa, là loại sản phẩm chỉ phát huy tác dụng khi được trực tiếp đắp lên mặt người. Vì thế đối với điều kiện sản xuất của công xưởng, chúng tôi nhất quyết vô cùng nghiêm khắc. Chu Dương trầm giọng nói, ánh mắt anh di chuyển khắp bốn phía, nhưng cũng chỉ thấy toàn những thiết bị cũ kỹ, thậm chí là sắp xếp lộn xộn bừa bãi. Đúng đúng, Chu Tổng nói rất đúng. Vì đã nhận sản xuất đơn đặt hàng của công ty Danh Dương, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, dọn dẹp sạch sẽ công xưởng. Chung quy thì sản phẩm của dự án này đều được sản xuất ở đây. Chương 39, Gián điệp thương mại. Chu Dương có chút lo lắng, phân xưởng sản xuất của công xưởng không hợp quy cách, sẽ làm nhiễm bẩn vào mặt nạ dưỡng da của công ty. Nếu như vậy, một khi không phát hiện kịp thời, có thể sẽ gây ảnh hưởng xấu không thể cứu vãn đối với danh tiếng của công ty. Chúng ta cùng đi xem một chút. Nghe thấy Chu trưởng xưởng nói vậy, Chu Dương ngược lại có chút tò mò. Mặc dù anh không biết tại sao Thẩm Bích Quân lại chọn một công xưởng sơ sài như thế này, nhưng chỉ cần đáp ứng được tiêu chuẩn, anh sẽ không phủ nhận. Chu Đức Khoan dẫn mọi người đi sâu vào trong công xưởng. Đi xuyên qua mấy gian xưởng khá lớn,
một công xưởng mới với Kaiota CS thước quy mô chỉ bằng một nửa những công xưởng khác xuất hiện trước mặt Chu Dương và mọi người. Chu Tổng, Hồ Gia, đây chính là công xưởng mới chúng tôi vừa xây dựng. Bên trong mọi thứ đều căn cứ theo tiêu chuẩn để lắp đặt. Chu trưởng xưởng mỉm cười đẩy cửa ra, rồi đi thẳng vào bên trong. Chu Dương cũng theo sau bước vào. Chỉ trong nháy mắt, trước mặt Chu Dương xuất hiện một không gian không hề giống phân xưởng vừa nãy chút nào. Dù không thể nói là tất cả các trang thiết bị trong này đều rất tiên tiến và hiện đại hóa, thế nhưng nhìn ra xa, Chu Dương dường như không tìm thấy chút khuyết điểm nào. Như vậy tất cả tiêu chuẩn cho một công xưởng sản xuất mặt nạ làm đẹp trắng da chống lão hóa, xem như đều đã được đáp ứng. Không tồi chút nào, Chu trưởng xưởng quả là đã bỏ nhiều công sức. Chu Dương vô cùng hài lòng. Đối với dự án sản phẩm làm đẹp này, cả công ty Danh Dương, trừ Thẩm Bích Quân ra, nhân viên nào anh cũng thân thiết. Đối với những điểm cần lưu ý của dự án này, anh cũng luôn ghi nhớ trong đầu. Vào giây phút này, vì lô hàng đầu tiên đã sản xuất thành công, nên hiện tại trong công xưởng, mọi thứ đều đang trong trạng thái không hoạt động. Chỉ cần Chu Dương lần này kiểm nghiệm quy cách thấy phù hợp, thì họ có thể tiếp tục sản xuất những lô hàng tiếp theo. Lô hàng đầu tiên là để xem phản ứng từ thị trường, phản ứng từ người tiêu dùng, cũng như để dự trữ đủ. Chu Tổng, ngài xem, đây đều là những sản phẩm mẫu do công xưởng sản xuất. Chu trưởng xưởng cầm trên y tay một chiếc mặt nạ, trực tiếp xé vỏ ra, cho tất cả mọi người cùng xem. Chu Dương trong lòng cũng vô cùng phấn khích, dự án sản xuất này là dự án đầu tiên anh đầu tư, nên nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Anh coi trọng nó như thế nào, người ngoài cuộc khó mà thấu hiểu. Nhận lấy mặt nạ, Chu Dương thoa lên tay từ từ cảm nhận. Theo như trong báo cáo, các ý kiến đưa ra đều khá tương đồng. Chê y tay cảm nhận rõ sự ẩm ướt, lại còn có chút dịu mát lành lạnh không ngừng di chuyển chê y ra, nhưng không hề thẩm thấu quá sâu vào biểu bì. Không tồi chút nào, cảm giác rất dễ chịu, còn về phần hiệu quả, chúng ta cần làm thêm một bước kiểm tra nữa. Chu Dương cười nói, biểu cảm thể hiện rõ sự hài lòng. Thấy Chu Dương nói vậy, tất cả mọi người ở xưởng đều rất vui. Ý của Chu Dương chính là, ngày tung sản phẩm ra thị trường đã đến rất gần. Chu Tổng, chúng ta đi ăn cơm trưa trước, việc kiểm tra để đến buổi chiều, ngài thấy thế nào? Chu trưởng xưởng nhìn đồng hồ rồi đưa ra lời đề nghị. Chu Dương lúc đầu đến đây cũng đã muộn, vì còn phải qua công ty giải quyết chút chuyện nên làm mất khá nhiều thời gian, sau mới có thể đến công xưởng. Nhìn đồng hồ sắp điểm 12 giờ, Chu Dương cũng không quá gấp gì, liền gật đầu đồng ý. Điều kiện của công xưởng cũng có hạn, Chu trưởng xưởng chiêu đãi cũng toàn những món tương đối đơn sơ. Thế nhưng trong lòng Chu Dương không quá để ý. Chỉ cần họ có trách nhiệm đảm bảo sản xuất đủ số lượng theo đúng tiến trình, là anh đã vô cùng hài lòng rồi. Chê y bàn ăn những tiếng cạn ly lần lượt vang lên, Chu Dương, Hổ Gia và Chu xưởng trưởng cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Chu Dương tính toán qua, nếu như công xưởng có thể đảm bảo đúng tiến độ sản xuất hiện tại, thì chưa đến một tháng, lô hàng đầu tiên để tung ra thị trường sẽ sản xuất xong. Đến lúc đó, sản phẩm dưỡng trắng da chống lão hóa này sẽ chính thức ra mắt với công chúng. Chu Tổng, tôi bảo đảm với ngài, công xưởng chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Được Chu Dương khích lệ, Chu trưởng xưởng tâm trạng có chút phấn khích, liền vội vàng đưa ra lời bảo đảm. Ha ha, điều này là dĩ nhiên, đến lúc đó tôi nhất định sẽ nói với Thẩm Tổng. Không quên công lao của mọi người. Chu Dương cũng cười lớn đáp lại. Trưởng xưởng, không xong rồi. Đúng lúc này, một cậu thanh niên trẻ vội vàng chạy vào. Vừa nhìn thấy Chu Dương và mọi người, sắc mắt liền biến dạng, đang muốn nói gì đó liền lập tức khựng lại. Xảy ra chuyện gì, vội vàng, còn ra thể thống gì nữa? Chu trưởng xưởng trong lòng có chút sợ hãi, rất sợ ảnh hưởng đến cảm xúc của Chu Dương và những người còn lại. Nhìn thấy Chu Dương vẫn bình thản, Chu trưởng xưởng mới yên tâm hỏi han. Trưởng xưởng, không hay rồi. Vừa nãy chúng tôi đang kiểm kê sản phẩm, phát hiện bị thiếu một thùng. Sắc mắt cậu thanh niên hốt hoảng như này, chắc chắn là vì biết trước được hậu quả phải chịu là gì. Quả nhiên, Chu trưởng xưởng vừa nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Thế nhưng, những người ngồi đó đâu phải kẻ ngốc. Sự khác lạ chê y khuôn mặt Chu trưởng xưởng, bọn họ đều đã nhìn thấy rõ.
Chu trưởng xưởng, rốt cục là tại sao xảy ra chuyện như vậy? Chu Dương trong lòng vô cùng lo lắng, theo bản năng nghĩ ngay đến mặt nạ dưỡng da của mình. Dựa theo tình hình trước mắt trong công xưởng, nếu gặp phải vấn đề gì, khiến Chu trưởng xưởng phải lo sợ đến mức như vậy, chắc chắn chỉ có một. Đó là mặt nạ dưỡng trắng da chống lão hóa của công ty Danh Dương. Chu Tổng, cái này, chỉ bằng chúng ta cùng quay lại công xưởng. Chu trưởng xưởng biết rằng không thể giấu giếm được nữa, khuôn mặt đầy khổ sở nói. Chu Dương và Hồ Gia cùng nhìn nhau một cái, đều biết vấn đề chắc chắn không đơn giản. Hai người lập tức đứng dậy, cùng với Chu trưởng xưởng đi về phía công xưởng. Hiện giờ, không ít người đã đứng bao quanh công xưởng. Bọn họ nhìn vào trong công xưởng, lấy tay chỉ trỏ trỏ. Trưởng xưởng tới rồi. Cũng chẳng biết là ai tự nhiên la lên một câu. Những người nhìn thấy trưởng xưởng đi tới, tiếng bàn tán liền vang lên không ngớt. Chu trưởng xưởng, phải làm sao bây giờ? Hàng mẫu bị thiếu mất một thùng, chúng ta phải ứng phó như nào đây? Chắc chắn là do thằng Danh Tam Hoa Tử làm, đến bây giờ vẫn chưa thấy nó đâu. Mọi người bàn bạc huyên náo, Chu Dương cau mày lắng nghe, giờ anh mới hiểu được đang xảy ra chuyện gì. Sản phẩm mẫu của mặt nạ dưỡng trắng da chống lão hóa bị mất một thùng. Thật ra thì, đây chỉ là sản phẩm mẫu, mất bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Thế nhưng vụ việc lại cứ xảy ra vào thời điểm này, khiến Chu Dương theo bản năng cảm thấy có gì đó không đúng. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Chu trưởng xưởng, tôi muốn một lời giải thích. Trong chốc lát, Chu Dương thoáng nghĩ đến một khả năng có chút hoang đường. Đó chính là lô hàng mẫu vô tình bị mất này, là bị người khác lấy trộm. Chắc đối phương vì muốn kiểm tra thành phần của sản phẩm, để lén bắt trước điều chế. Nói cách khác, đây có thể là gián điệp thương mại. Vừa nghĩ đến tình huống này, Chu Dương trong lòng có chút căng thẳng, không thể không thận trọng hơn. Chu trưởng xưởng không còn cách nào khác, chỉ có thể đem hết sự tình ra thuật lại. Thì Ran Gay từ đầu lúc Thẩm Bích Quân lựa chọn công xưởng sản xuất, đã rất nhiều lần dặn dò, nhất định phải bảo vệ tốt từng món hàng mẫu, không được phép làm mất. Cho nên Chu trưởng xưởng đã vô cùng nghiêm khắc, kiểm soát cả nhà xưởng, kể cả những đồ vật mà công nhân mang vào. Mỗi ngày khi công nhân đến làm việc, đều phải giao mọi vật dụng chê y người cho thủ kho, tan làm mới được cầm về. Bên cạnh đó, lúc rời khỏi công xưởng, chê y người không được phép mang theo bất kể một đồ vật nào ở trong ra. Vốn là các biện pháp này được tuân thủ rất tốt, nhưng vài ngày trước, công nhân Tam Hoa Tử có những hành động dị thường. Chúng tôi lần trước đi uống rượu, có nghe Tam Hoa Tử nói, có người sẵn sàng trả nó 10.000 tệ cho một thùng mặt nạ. Chúng tôi còn cho rằng nó chỉ khoác lác, không ngờ rằng Tam Hoa Tử dám làm thật. Chương 40, tìm thấy rồi. Lúc này, một người đàn ông trung niên đen nhẻm lẩm bẩm nói, thế nhưng Chu Dương đã cẩn thận lắng nghe tất cả. Ông vừa mới nói gì? Chu Dương đảo mắt nhìn, lập tức truy hỏi. Nhìn gì mà nhìn, đây là Chu Tổng của công ty Danh Dương đấy. Ngài ấy hỏi, ông mau trả lời đi. Thấy người đàn ông trung niên quay ra nhìn mình, khuôn mặt đầy vẻ bối rối có ý dò hỏi, Chu xưởng trưởng vội vàng quát lớn. Một đám người ngu ngốc, không biết phân biệt đâu là chê y dưới đúng sai. Tam Hoa Tử nói là có người sẵn sàng trả 10.000 tệ, chỉ cần đưa cho hắn một thùng mặt nạ dưỡng trắng da chống lão hóa, cụ thể như thế nào thì tôi không rõ. Sau đó chúng tôi uống rượu, nói nhăng nói cuội gì đó. Người đàn ông khựng lại một chút, có chút kinh ngạc nhìn Chu Dương, nhưng sau đó nhanh chóng thuật lại toàn bộ câu chuyện. Chu Dương nhất thời rơi vào trầm mặc. Hiện tại tình hình khá kỳ lạ, có vẻ tất cả mọi người đều đổ dồn mọi nghi ngờ lên người tên là Tam Hoa Tử. Hơn nữa lúc này, Tam Hoa Tử cũng không có mặt tại hiện trường. Lại thêm những lời người đàn ông trung niên kia vừa nói, Chu Dương trong lòng liền nảy sinh hoài nghi. Là cậu ấy sao, Chu trưởng xưởng? Ông có thể tìm được cậu ấy không? Chu Dương trầm giọng hỏi. Hiện giờ mọi manh mối đều không có, nếu muốn làm rõ mọi chuyện, chỉ có thể tìm hỏi Tam Hoa Tử. Không cần tìm đâu, tôi vừa mới thấy cậu ấy chạy hướng về phía thành phố rồi. Thằng oát con này nhất định đang muốn chạy trốn. Trưởng xưởng, chúng ta có nên đuổi theo nó không? Chu Tổng, xem ra tên Tam Hoa Tử này đúng là có vấn đề rồi. Hiện tại chúng ta đuổi theo, có lẽ sẽ bắt kịp. Đến cả Chu trưởng xưởng cũng đưa ra đề nghị như vậy.
Chu Dương không suy nghĩ gì nhiều, gật đầu đồng ý. Nhận được sự đồng ý, Chu xưởng trưởng lập tức cho người đuổi theo Tam Hoa Tử. Chu Tổng, bây giờ chúng ta phải làm gì? Chẳng nhẽ ngồi chờ ở đây sao? Diệp Sở Thiến khẽ hỏi. Hổ ra, tôi muốn nhờ ông một chuyện. Nhưng Chu Dương không trả lời câu hỏi của Sở Thiến, anh quay sang nhìn Hổ ra. Chu Tổng cứ nói. Hổ ra gật đầu một cái, chệ y mặt không có chút cảm xúc nào, chỉ có đôi mắt đang hướng nhìn Chu Dương có ý dò hỏi. Tôi muốn nhờ thuộc hạ của ông đến công xưởng này khám xét một chút, để xem có tìm được thùng hàng mẫu đã mất không, hoặc là nếu chúng ta may mắn, có thể tìm được cả Tam Hoa Tử. Chu Dương vừa dứt lời, sự sững sờ khó tin đều hiện rõ chệ y mặt mọi người. Chu Tổng, Tam Hoa Tử không phải là đã ôm thùng hàng bỏ chạy rồi sao? Diệp Sở Thiến khuôn mặt đầy sự kinh ngạc, căn bản cô không hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Chu Tổng. Ngược lại, Hồ Gia từ đầu tới cuối đều vô cùng bình tĩnh. Lúc nghe Chu Dương nói xong, ánh mắt của Hồ Gia đột nhiên có biến chuyển. Sự dò xét hồi nãy biến mất, thay vào đó là cái nhìn đầy sự tán thưởng. Cậu cũng nhìn ra rồi, tốt lắm. A Bào, mau cho người đi tìm. Hồ Gia cực kỳ hài lòng gật đầu. Sai đàn em đi tìm người đúng như yêu cầu của Chu Dương. Lúc đầu đúng là tôi cũng không nghĩ tới, chỉ là ý đồ của bọn họ quá rõ ràng rồi, hay nói cách khác là bọn họ đã quá vội vã. Chu Dương lắc lắc đầu, cười trừ một tiếng. Tất cả mọi thứ dường như đều rất ăn khớp, đến mức không có chút sơ hở nào. Hơn nữa, đối tượng bị hoài nghi cũng được xác định rất nhanh. Tôi không cho rằng chuyện này xảy ra một cách ngẫu nhiên. Chu Dương trầm giọng nói, khẩu khí càng lúc càng nặng, ánh mắt anh lạnh lùng như băng tuyết. Nếu như suy đoán của tôi đúng, thì bây giờ chúng ta phải nghĩ cách làm thế nào để thoát khỏi đây. Chu Dương hít một hơi thật sâu, sau đó cười khổ sở nói. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hết nửa tiếng đồng hồ. Chu trưởng xưởng mang theo người để đuổi theo Tam Hoa Tử, đến bây giờ vẫn chưa thấy ai quay lại. Tìm thấy rồi, Hổ Gia. Chu tiên sinh, chúng tôi tìm thấy rồi. Lúc này, giọng của Bào Ca đột nhiên vang lên. Chu Dương tập trung cao độ, anh đi theo hướng âm thanh vọng tới. Nhóm người Bào Ca tìm được Tam Hoa Tử trong một kho chứa đồ nhỏ. Chu Dương tới nơi, liếc mắt nhìn mấy thứ đồ linh tinh trong phòng. Tam Hoa Tử đang bị trói chặt, miệng nhét rẻ lau, không thể cử động cũng không thể nói chuyện. Cởi trói cho cậu ta. Chu Dương trầm giọng nói. Ánh mắt tinh tường dò xét xung quanh, rất nhanh đã nhìn thấy một chiếc thùng đang bị giấu dưới bồn rửa tay. Lấy cái thùng kia ra. Chu Dương vừa dứt lời, Bào Ca liền chủ động đi lấy chiếc thùng. Mở chiếc thùng ra, tất cả những thứ nằm bên trong đều được phơi bày. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn, chỉ riêng Chu Dương là trở nên trầm mặc hơn hẳn. Bên trong thùng, toàn bộ đều là hàng mẫu của mặt nạ dưỡng trắng da chống lão hóa. Một thùng đầy ắp hàng mẫu, một khi lộ ra ngoài, không cần quá nhiều thời gian, nhất định sẽ bị người khác tìm ra được thành phần trong đó. Nếu như vậy, thì sự đả kích Iota CS này đối với công ty Danh Dương, là không thể tưởng tượng nổi. Không phải tôi không hề lấy trộm đồ. Bào Ca không cởi trói cho Tam Hoa Tử, nhưng lại lấy mảnh vải trong mồm cậu ta ra. Vừa lấy ra, Tam Hoa Tử đã hoảng sợ nhìn Chu Dương và mọi người xung quanh. Liên tục phủ nhận. Chu Dương nhìn Tam Hoa Tử, trong lòng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tên Tam Hoa Tử này nhìn sắc mặt hốt hoảng, nói năng cuống quýt không rõ ràng. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, có vẻ không giống người bình thường chút nào. Đây là một tên ngốc, Hồ Gia, Chu Tổng, đây là một tên ngốc. Bào Ca nhéo Tam Hoa Tử một cái, nhìn qua, liền giải thích cho mọi người. Lần này, tất cả mọi người đều bàng hoàng tột độ. Một tên thiểu năng thì làm sao có thể ăn trộm đồ lại vô duyên vô cớ bị trói ở đây. Hỏi cậu ta xem, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì. Chu Dương tâm trạng càng tệ hơn. Tên Tam Hoa Tử này, căn bản không hề giống một kẻ có thể trộm đồ bán lấy tiền. Mà ngược lại, cậu ta giống một người bị lợi dụng để gánh trách nhiệm hơn. Đừng đánh tôi, trưởng xưởng, đừng đánh tôi. Thậm chí Bào Ca còn chưa đến gần Tam Hoa Tử, cậu ta đã sợ hãi lùi về phía sau, mồm miệng liên tục nói gì đó. Tam Hoa Tử nói rất rõ ràng, tất cả mọi người đứng trong công xưởng đều nghe thấy.
Chu Tổng, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Diệp Sở Thiến cũng vô cùng bối rối. Cô thật sự không tài nào nghĩ rằng mọi chuyện lại có thể thành ra như thế này. Rất đơn giản, hàng mẫu bị mất, nhưng căn bản không phải do Tam Hoa Tử trộm đi, mà là do kế sách của Chu xưởng trưởng một mình bày ra. Chu Dương vừa dứt lời, chợt có một tiếng vỗ tay vang lên. Chu Đức Khoang trưởng xưởng người vừa sai người đuổi theo Tam Hoa Tử, đang cùng vài người bước tới. Sắc mặt hắn lạnh lùng khiến người khác ớn lạnh. Quả không hổ danh là Chu Tổng, nhanh như vậy đã đoán ra rồi. Chu trưởng xưởng vẻ mặt hoàn toàn thay đổi, không còn chút chất phác phúc hậu lúc mới gặp. Khuôn mặt hắn bây giờ, giống như một tên tiểu nhân mưu mô xảo quyệt. Tôi cũng rất tò mò, công xưởng của các ông vốn là đã chuẩn bị đóng cửa, nếu không phải vì Thẩm Tổng chọn các ông để làm nơi sản xuất hàng hóa, thì có lẽ giờ các ông cũng đã phá sản. Vì vậy, tôi rất muốn biết, tại sao lại như vậy? Chu Dương đứng im, cơ thể bất động, bình tĩnh nhìn Chu Đức Khoan hỏi. Rất đơn giản, là vì có người đưa ra một khoản tiền rất lớn, đủ để tôi có thể xây dựng thêm vài công xưởng như thế này. Chu Đức Khoan cười lớn trả lời. Được rồi, lời cũng đã nói xong cả rồi. Bây giờ các người đã tìm thấy Tam Hoa Tử, thì không thể để các người bình yên rời khỏi đây. Người đâu mau ra tay. Chu Đức Khoan nở nụ cười ác độc, hắn ta vừa ra lệnh. Lập tức từ sau lưng có vài công nhân lao vọt lên, ai ai cũng rất hung hãn. Chương 41. Theo cách nhìn của Chu Đức Khoan, dáng vẻ quen ngồi trong văn phòng của Chu Dương, nếu thật sự đánh nhau, căn bản không phải đối thủ của hắn. Chu Tổng, nếu như cậu làm bộ như cái gì cũng không biết, thì có lẽ ta sẽ bỏ qua cho, đem cậu giao nộp cho Thẩm thiếu gia. Sao, thấy thế nào? Chu Đức Khoan ngoác miệng cười vô cùng đắc ý. Nhưng Chu Dương rất nhanh nhạy nghe được cái tên quan trọng. Thẩm thiếu gia. Ai là Thẩm thiếu gia? Và chỉ trong nháy mắt, Chu Dương liền đoán được Thẩm thiếu gia này là ai. Thẩm Trạch em trai của Thẩm Bích Quân. Ngoài hắn ta ra, liệu còn ai có đủ khả năng xúi giục được người của Thẩm Bích Quân? Nhìn bộ dạng này, chắc Chu Đức Khoan đã bị Thẩm Trạch tẩy não thành công. Chu trưởng xưởng, anh tự tin như vậy. Chắc là chúng tôi không thoát khỏi đây được rồi. Chu Dương không hoảng hốt cũng không vội vàng, sau khi biết được kẻ đứng đằng sau mọi chuyện, trong lòng đã ngầm tính toán nhiều thứ. Hừ, toàn bộ công nhân ở công xưởng này đều là người của ta. Còn các người chỉ có vài mống, làm sao có thể chạy thoát được. Cho dù Thẩm Bích Quân có tới, cô ta cũng bị kẹt ở đây thôi. Chu Đức Khoan ỷ thế đông người nên vô cùng ngạo mạn, hắn ta căn bản chẳng coi Chu Dương ra gì. Trong lúc đang nói chuyện, vài người công nhân cũng đã đi tới trước mặt Chu Dương. Bào ca, hãy kiềm chế đừng mạnh tay, chúng ta không cần mạng ai cả. Lúc này, người từ trước lặng thinh không nói lời nào, hổ ra, chợt lên tiếng. Tuân lệnh, tiểu đao, phải để cho bọn có mắt như mù này biết rằng, không phải ai bọn chúng cũng có thể động vào. Bào ca lên tiếng, lập tức gọi thêm tiểu đao, trực tiếp lao lên. Hừ. Ta không dám động vào. Ở cái công xưởng này, làm gì có ai ta không dám động vào. Chu Đức Khoan giống như nghe được một câu chuyện đùa, khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh thường. Thế nhưng, khi Bào Ca và Tiểu Đao đánh nhau với đám công nhân, sắc mặt của Chu Đức Khoan trong nháy mắt trở nên khác hẳn. Bào Ca và Tiểu Đao, cả hai bọn họ đều là người giang hồ máu mặt, mấy việc đánh nhau này, như ngựa quen đường cũ, quá thuần thục. Hơn nữa họ tập trung đánh vào những vị trí dễ tổn thương trên cơ thể đối phương. Nhìn lại cả đám công nhân, tất cả đều ỷ vào thể lực tốt, một chút võ thuật cũng chẳng biết gì. Hai bên chỉ cần vừa giáp mặt nhau, Bào Ca và Tiểu Đao đã hạ được 6-7 công nhân khiến họ ngã ào trên mặt đất. Không, không thể nào, các người. Sắc mặt của Chu Đức Khoan lập tức chuyển sang tái nhợt, liên tiếp lùi về phía sau. Ánh mắt hoảng sợ nhìn Pháo Ca và Tiểu Đao đang bước về phía mình. Hắn không nghĩ rằng, bên hắn có dù tận 6-7 người, nhưng không xứng tầm làm đối thủ của hai người bên đối phương. Thế nên chỉ cần vừa giao tranh, người bên hắn đã nhanh chóng thất bại. Giờ khắc này, bên Chu Đức Khoan chỉ còn lại mình hắn, đối đầu với Bào Ca và Tiểu Đao. Chu Đức Khoan sợ hãi, đến chút sức lực cũng không có. Chu trưởng xưởng, ông đã quá đề cao bản thân rồi. Chúng tôi nếu không có chút năng lực bảo vệ bản thân, thì sao dám ở lại chỗ này làm gì? Chu Dương khẽ cười nói,
Anh tiến hai bước về phía trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Chu Đức Khoan. Hừ, vậy thì sao chứ, Chu Tổng, cậu cho rằng thứ cậu mất chỉ là một thùng hàng mẫu hay sao? Ha ha, ta nói cho cậu biết, ta đã sớm đưa cho Thẩm thiếu gia thùng hàng đó rồi. Đến lúc đó, ta lại muốn xem cậu sẽ làm như thế nào. Chu Đức Khoan hừ lạnh một tiếng, không hề có chút sợ sệt. Hắn ngược lại còn đáp trả, khiến tâm trạng Chu Dương còn tệ hơn trước. Chu Tổng, chuyện này không phải chuyện đùa, nhất định phải nhanh chóng báo cáo lại cho Thẩm Tổng. Diệp Sở Thiến vừa nghe sắc mặt đã biến đổi, cô vội vàng nói. Không chỉ riêng Sở Thiến, Chu Dương và Hổ Gia đều biết, một khi hàng mẫu bị rơi vào tay người khác, các thành phần bên trong sẽ bị kiểm tra ra hết, dẫn đến khả năng sẽ bị bắt trước theo làm hàng nhái. Đến lúc đó, bất luận thành phẩm của đối phương có thành công hay không, đối với công ty Danh Dương, đối với dự án làm trắng da chống lão hóa này, sẽ bị ảnh hưởng tồi tệ không thể cứu vãn được. Chu Tổng, xem ra cậu nên nhanh chóng đưa ra quyết định đi. Hổ Gia nhíu chân mày, lên tiếng nhắc nhở. Thực ra không cần ông ấy phải nói, Chu Dương cũng tự ý thức được tình hình cực kỳ bất lợi với mình lúc này. Thời gian từ giờ đến khi dự án trắng da chống lão hóa ra mắt trên thị trường không còn nhiều nữa. Thành phần và tỷ lệ của những nguyên liệu được sử dụng đều đã sớm được quyết định cả rồi. Nếu giờ đột ngột thay đổi, không thể chắc rằng sẽ đạt được công hiệu tốt như sản phẩm hiện tại, lại còn phải làm thêm một nhóm hàng mẫu để kiểm tra. Lúc này, mọi thứ đều trở nên vô cùng cấp bách. Chu trưởng xưởng, nếu như ông dám làm những chuyện như vậy, chắc hẳn ông cũng đã chuẩn bị tốt cho việc bị bại lộ. Chu Dương nhẹ giọng hỏi. Cậu muốn làm gì? Chu Đức Khoan cảnh giác lùi về phía sau hai bước. Hổ Gia, phiền ông cho người đưa toàn bộ chỗ sản phẩm mẫu trong xưởng này lên xe, tôi sẽ dẫn đường. Chu trưởng xưởng, ông đã vi phạm nguyên tắc trong hợp đồng hợp tác với công ty Danh Dương. Hiện giờ chúng tôi sẽ phế truất toàn bộ quyền và lợi ích của ông, đồng thời, ông hãy chờ thư từ luật sư đi. Chu Dương trầm giọng nói, lạnh lùng nhìn Chu trưởng xưởng, sau đó xoay người đi thẳng. Xảy ra chuyện như thế này, bất kể Chu trưởng xưởng rốt cuộc vì lợi ích cá nhân hay vì nguyên nhân khác, thì công xưởng này không thể tiếp tục sản xuất mặt nạ trắng da chống lão hóa nữa. Chu Dương nhất định phải nhanh chóng quyết định, chọn công xưởng mới để sản xuất. Về phần Chu Đức Khoan, làm ra chuyện như vậy, nhất định sẽ bị công ty Danh Dương truy cứu trách nhiệm. Chu Dương, cậu không thể làm vậy. Mọi chuyện đều do Thẩm thiếu gia sắp xếp. Cậu là người ngoài cuộc, dựa vào đâu mà can thiệp vào chuyện của người khác. Chu Đức Khoan sắc mặt thay đổi hoàn toàn, giận dữ hét lên. Hắn ta hoàn toàn không nghĩ đến chuyện Chu Dương sẽ quả quyết như vậy, trực tiếp đem hết sản phẩm mẫu chuyển đi. Nếu chuyện này thật sự xảy ra, thì công xưởng này xong đời thật rồi. Dù ở chỗ Thẩm Trạch hắn nhận được bao nhiêu đi nữa, sợ rằng sẽ không đủ để đền bù thiệt hại. Chuyện của người khác, chắc là ông giận quá mất khôn rồi. Tôi không chỉ là người phụ trách dự án sản xuất này, mà còn là cổ đông của công ty Danh Dương. Thế nên, tất cả những quyết định tôi đưa ra, đều hợp pháp và có hiệu lực. Chu Dương đáp trả mà không hề quay đầu nhìn lại. Đối đầu với đàn em của Hổ Gia, Chu Đức Khoan căn bản vô dụng. Các công nhân khác trong xưởng nhìn cảnh sản phẩm mẫu lần lượt bị bê đi, ai cũng hoang mang hốt hoảng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ đều tìm đến Chu Đức Khoan, mong muốn một lời giải thích. Chu Dương không biết Chu Đức Khoan xử lý thế nào, lúc anh lên xe chuẩn bị rời đi, loáng thoáng nghe thấy một trận tranh cãi nhau om sòm xảy ra bên trong công xưởng. Gọi điện thoại cho Thẩm Tổng, chuyện này tôi cần hỏi cho rõ. Giao việc cho Sở Thiến xong, Chu Dương lập tức lại rơi vào trầm mặc. Theo tình hình trước mắt mà nói, mối khủng hoảng mà mặt nạ trắng da chống lão hóa đang gặp phải là rất lớn. Người đầu tiên là Chu Đức Khoan, rồi liệu có xuất hiện người thứ hai, người thứ ba? Nếu như bước tiếp theo là tìm được công xưởng rồi, lại bị người khác lén lút ra giá thu mua thì sao? Vậy tương lai của dự án làm trắng da chống lão hóa sẽ vô cùng lằng nhằng phức tạp. Đúng rồi, nếu không thể tin tưởng được người khác, sao mình không thể tự dựa vào bản thân chứ? Đột nhiên, một ý tưởng xuất hiện trong đầu Chu Dương. Trước mắt, anh đã tập hợp được những thành viên nòng cốt. Có thể vẫn còn lộn xộn chưa rõ ràng, thế nhưng ít nhiều cũng đã có bước đầu rồi. Ngưu Xuyên, Triệu Binh, Trần Thắng, Trần Lợi, bốn người họ trước mắt vẫn chưa có công việc ổn định.
Nếu như tự mình mở một công xưởng, để cho bọn họ tới giám sát quá trình sản xuất của mặt nạ này, thì tuyệt đối sẽ không xảy ra sơ hở nữa. Nghĩ đến đây, Chu Dương trong lòng Kaiota CS động đến mức không ngồi im được. Anh trực tiếp cầm lấy điện thoại, gọi cho Ngưu Xuyên. Ngưu Xuyên, mọi người vẫn ở đó chứ, tôi có chuyện quan trọng cần bàn, mọi người mau đến công ty Danh Dương đi. Lúc này, Triệu Binh và mấy người còn lại đều nhìn Ngưu Xuyên đầy mong đợi. Vừa rồi là điện thoại từ Chu Dương, bọn họ không cầm máy, nhưng nhìn sắc mặt của Ngưu Xuyên, đều biết rằng nhất định là có chuyện gì rồi. Chu Dương bảo chúng ta hãy lập tức đến công ty Danh Dương tìm anh ấy, nói rằng có chuyện rất quan trọng. Ngưu Xuyên cố nhịn cười nhìn Triệu Binh và hai người còn lại. Mấy ngày nay, cuộc sống của bọn họ cứ như đang trải qua nhiều biến chuyển long trời lở đất. Thời điểm quyết định theo Chu Dương, bọn họ đều vì sự kính nể. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng có chút thấp thỏm không yên. Chương 42, Hợp tác 1. Cả bốn người động tác rất nhanh nhẹn, không tới nửa tiếng, đã đến phòng làm việc của Chu Dương. Mấy người họ khuôn mặt thấp thỏm, vừa có chút hưng phấn, vừa có chút căng thẳng. Bọn họ đều cảm thấy, lần này Chu Dương gọi tất cả tới đây, nhất định là vì anh ấy muốn sắp xếp chuyện của họ. Dù sao sau khi từ chức, mặc dù trong lòng vẫn đầy nhiệt huyết, song tâm trạng có chút thấp thỏm lo âu. Các cậu đã đến rồi. Ngồi đi, tôi tìm các cậu tới đây, là vì có chuyện quan trọng muốn thương lượng với các cậu một chút. Mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ. Chu Dương không nói nhiều lời thừa thãi, mà trực tiếp đề cập đến vấn đề chính. Anh Dương, có chuyện gì, anh cứ nói thẳng đi. Chúng em đã quyết định tới đây cùng anh bàn bạc, nên chắc chắn sẽ nghe lời anh. Ngưu Xuyên trả lời, trong lời nói mơ hồ ẩn hiện chút chờ đợi. Còn Chu Dương tự nhìn xung quanh, thấy sự căng thẳng hiện trên y khuôn mặt của tất cả những người còn lại trong căn phòng khiến anh cảm thấy có chút buồn cười. Thế nhưng đồng thời, với tinh thần trách nhiệm rất cao của mình, Chu Dương dẫu sau vẫn cảm thấy con đường tương lai không hề đơn giản chút nào. Nếu như anh không hoàn thành tốt công việc của mình, cùng lắm anh sẽ không thể tiếp tục thừa kế tài sản mà cha để lại. Nhưng một khi anh mất tất cả, thì tiền đồ của Ngưu Xuyên cùng ba người còn lại cũng trở thành một màu tối tăm u ám. Đó mới là điều Chu Dương không cho phép xảy ra. Điều chỉnh lại những suy nghĩ trong đầu, Chu Dương chậm rãi nói ra kế hoạch của mình. Trước mắt thì công xưởng sản xuất hiện tại của dự án trắng da chống lão hóa là không thể tiếp tục sử dụng được nữa. Cũng vì chuyện này mà Chu Dương trở nên nhạy cảm hơn. Điều khiến anh an tâm là có thể kiểm soát được toàn bộ quá trình sản xuất mặt nạ trắng da chống lão hóa. Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Dương cho rằng bản thân anh có thể mua được một công xưởng, sau đó liên minh với Hổ Gia, hoặc là Thẩm Bích Quân, đưa mặt nạ làm trắng da và chống lão hóa này đến một nơi an toàn. Ý tưởng của anh là để các cậu đến công xưởng mới làm việc, phụ trách mảng an toàn cho hàng hóa và theo dõi công xưởng. Chu Dương nói xong, anh im lặng nhìn bốn người bọn họ. Anh biết rằng, kế hoạch này sẽ khiến Ngưu Xuyên và ba người họ Kaiota CS động lớn. Nhưng chê y thực tế, tất cả bọn họ đều không Kaiota sợ lo lắng chút nào. Nghe xong lời của Chu Dương, Ngưu Xuyên ba người họ quay sang nhìn nhau. Họ đều có thể thấy rõ sự vui mừng trong mắt đối phương. Không cần nghĩ ngợi gì nữa đâu, anh Dương, chúng em nghe theo anh. Ngưu Xuyên hăng hái gật đầu, gương mặt đầy sự phấn khích. Nếu như các cậu tin tưởng tôi như vậy, tôi nhất định sẽ không để các cậu thất vọng. Bây giờ trước mắt các cậu theo tôi đi gặp một người bạn, vì sắp tới có thể mọi người sẽ cùng làm việc với nhau. Chu Dương mỉm cười nói, anh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Sau khi trở về từ công xưởng, đưa được sản phẩm mặt nạ mẫu về công ty, Hổ Gia đã ra về trước. Chu Dương đã ký hợp đồng với ông, nên chỉ cần anh đưa ra quyết định gì, cũng có thể lập tức đến tìm Hổ Gia. Chu Dương không kể lại gì với Thẩm Bích Quân, vì toàn bộ sự việc này có liên quan đến cô ấy. Chu Đức Khoan suy cho cùng là người do Thẩm Bích Quân lựa chọn. Giờ ông ta có chút vấn đề, Thẩm Bích Quân bất kể thế nào cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Cho dù cô là chủ tịch công ty Danh Dương, thì Chu Dương cũng không vì vậy mà không quan tâm đến. Mọi người nhanh chóng lên xe, rời khỏi công ty Danh Dương. Chỉ là Chu Dương không biết rằng, khi bọn họ rời đi, Thẩm Bích Quân đã xuất hiện ở trước cửa công ty, trầm mặc lặng thinh nhìn bọn họ đi xa dần. Tất cả đều là thật sao? Thẩm Bích Quân nhẹ giọng hỏi nhỏ.
Thẩm tổng, đều là thật ạ. Tất cả những sản phẩm mẫu đều đã được chuyển đến công ty rồi ạ. Ở bên cạnh Thẩm Bích Quân hiện giờ, chính là Diệp Sở Thiến. Lúc này, Diệp Sở Thiến ngược lại đang tỏ ra có chút yếu đuối. Ở trước mặt Thẩm Bích Quân, vì chức vụ không cao, nên cho dù trước mặt Chu Dương cô khí thế thế nào thì trước mặt Thẩm Bích Quân, Sở Thiến luôn bị cô ấy lấn át. Bây giờ anh ấy đang đến chỗ Hổ Gia à? Anh ấy có nói gì với cô về kế hoạch của anh ấy không? Anh ấy rốt cuộc muốn làm gì vậy? Thẩm Bích Quân cau mày, trong lòng nhất thời không thể đoán được Chu Dương tính toán gì. Em nghe được rằng, Chu Tổng muốn công xưởng sản xuất của sản phẩm dưỡng da này phải hoàn toàn nằm dưới tầm kiểm soát của mình, nên anh ấy muốn tự mình tìm kiếm công nhân tới làm việc. Diệp Sở Thiến không hề giấu giếm mà nói hết những phỏng đoán của mình. Mặc dù cô cũng không biết kế hoạch của Chu Dương là gì, nhưng lúc đó ở trên xe, cô có nghe được Chu Dương và Hổ Gia bàn chuyện, nên cũng mơ hồ đoán được một chút. Thẩm Tổng, sao chị không hỏi Chu Dương? Nhìn thấy Thẩm Bích Quân im lặng, Diệp Sở Thiến không nhịn được liền hỏi. Thẩm Bích Quân trong ấn tượng của cô là một người có tính kiểm soát rất mạnh, luôn muốn mọi thứ phải nắm được trong lòng bàn tay. Tất cả những câu chuyện liên quan đến công ty Danh Dương, cô ấy đều phải nắm được rõ. Hoặc tối thiểu nhất, cô ấy phải biết. Nhưng bây giờ, đối với Chu Dương, Thẩm Bích Quân lại chỉ giữ vẻ im lặng hiếm thấy. Chỗ Chu Đức Khoan giờ thế nào rồi? Đột nhiên Thẩm Bích Quân đổi chủ đề, đề cập đến Chu Đức Khoan. Chu Tổng đã đem tất cả sản phẩm mẫu về công ty. Thế nhưng theo lời Chu Đức Khoan nói, có vẻ hắn đã chuyển một ít hàng đến chỗ Thẩm Thiếu Gia rồi. Diệp Sở Thiến giải thích. Ừ, tôi biết, cứ để Bộ Tư pháp viết thư gửi Chu Đức Khoan, cho hắn biết dám đâm sau lưng tôi sẽ có hậu quả như thế nào. Chỗ mẫu phẩm bị lấy trộm ra ngoài, tôi sẽ đi tìm lại. Thẩm Bích Quân nói xong, liền trực tiếp rời đi. Chấm. Tại khách sạn Huy Hoàng, Chu Dương đưa mấy người Ngưu Xuyên đến khách sạn, vừa xuống xe, họ đã nhìn thấy Bảo Ca đang đứng đợi ở trước cửa. Chu tiên sinh, anh tới rồi. Bảo Ca mặt tươi cười, nhiệt tình mở cửa xe giúp Chu Dương. Những cô lễ tân trước cửa khách sạn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ngạc nhiên dương mắt nhìn. Lần trước Chu Dương tới, ăn mặc cực kỳ bình thường, đương nhiên không thu hút sự chú ý của bọn họ. Vậy mà bây giờ, một người có tiếng tăm như Bảo Ca trực tiếp ra nghênh đón, chẳng cần nghĩ cũng có thể đoán được thân phận của đối phương. Rất nhanh sau, khi Chu Dương và những người còn lại bước đến cửa lớn, những cô gái liền cất giọng nói là lướt quyến rũ chào đón. Chu Dương thấy vậy cũng không để ý gì, căn bản là anh không hề hứng thú quan tâm. Nhưng bốn người Ngưu Xuyên lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, nên lúc ấy khuôn mặt ngượng ngùng đỏ ửng lên. Họ không dám nhìn trực tiếp mấy cô gái, phần dưới cơ thể nóng như bừng bừng lửa cháy, chỉ có thể nhanh chóng đi vào trong. Sảnh Triều Phượng trong khách sạn Grand. Đây là sảnh tổ chức yến tiệc lớn nhất của khách sạn. Thông thường, toàn bộ sảnh có thể chứa xấp xỉ 500 người trong một buổi yến tiệc. Nhưng hôm nay, chỉ có mình Hổ Gia. Chu Dương bước vào sảnh, nhất thời bị những thứ trang trí lấp lánh đắt tiền bên trong sảnh Triều Phượng làm lóa mắt. Thậm chí, Chu Dương còn ngầm so sánh. Sự xa hoa của Triều Phượng sảnh, cũng không kém chút nào với sảnh Dược Long của Thúy Hồ Cư. Hai bên một rồng một phượng, không phân cao thấp. Chu tiên sinh, mời ngồi. Hồ Gia đưa tay nhẹ giọng nói. Chu Dương cũng không khách khí, ngồi xuống ngay đối diện Hồ Gia. Ngưu Xuyên và mấy người còn lại cũng tự chia nhau ra ngồi xuống. Lần này, Chu Dương tới đây không chỉ đến ăn với Hổ Gia một bữa cơm, mà còn để thương lượng chuyện hợp tác. Lúc trước khi ở trong xe, cả hai người chỉ cùng có chung một ý tưởng sơ bộ. Nên nếu muốn hợp tác thành công, thì cần phải có một buổi thương lượng. Là người phụ trách dự án sản phẩm dưỡng da, nên sự hiểu biết thuần thục của Chu Dương về dự án này, so với Thẩm Bích Quân là ngang nhau. Căn bản cũng chẳng có ai hiểu biết về dự án này nhiều hơn Chu Dương và Thẩm Bích Quân. Chu tiên sinh, đi thẳng vào vấn đề, tôi muốn biết kế hoạch của cậu cụ thể như nào. Nếu đặt công ty Danh Dương sang một bên như vậy, không biết liệu Thẩm Bích Quân có đồng ý không? Chương 43, Hợp tác 2. Hổ Gia nói chúng tim đen, liền lặng lặng nhìn Chu Dương chờ anh trả lời. Quả thật. Chu Dương muốn tự mình thành lập một công xưởng để sản xuất mặt nạ làm trắng da chống lão hóa. Thế nhưng để được thông qua,
anh cần sự đồng ý chấp thuận của công ty Danh Dương. Mà Thẩm Bích Quân là rào cản đầu tiên trước mặt họ. Chu Dương trong lòng có chút lo lắng, anh cũng khá kinh ngạc trước sự nhạy bén của Hổ gia. Nhưng đồng thời, một vướng mắc từ lâu mắc kẹt trong suy nghĩ của Chu Dương cuối cùng cũng có lời giải đáp. Theo lý mà nói, Chu Đức Khoan ở bên công xưởng kia gây chuyện, chắc chắn việc này sẽ được thông báo đến Thẩm Bích Quân. Nhưng tận bây giờ, Thẩm Bích Quân vẫn không nhắc tới, thậm chí là không tìm Chu Dương để hỏi cho ra nhẽ. Chu Dương còn tưởng rằng Thẩm Bích Quân không hay biết gì. Anh định lần hợp tác đầu tiên này với Hổ gia xong xuôi, rồi sẽ nói lại với cô. Thế nhưng Chu Dương quên mất, bất luận thế nào, chuyện này cũng không thể qua mắt được Thẩm Bích Quân. Thẩm Tống bên kia sẽ không có vấn đề gì đâu. Đối với sản phẩm dưỡng da này mà nói, không chỉ có mình tôi quan trọng, mà Thẩm Tổng cũng cực kỳ quan trọng. Chu Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy bản thân có thể thuyết phục được Thẩm Bích Quân. Hơn nữa, lý do tôi đầu tư vào công ty Danh Dương và nhận chức vụ phụ trách dự án sản phẩm dưỡng da này, chính là bởi vì tôi có hiểu biết sâu về dự án này, cũng như nhận thấy tính khả quan của nó. Chu Dương nói rất nghiêm túc, khuôn mặt không có chút đùa cợt nào. Vậy thì tốt, không biết cụ thể cậu định bắt đầu như thế nào? Hổ gia không chút hoài nghi, hỏi. Ý tưởng của tôi là... Chu Dương không chút do dự, nói hết toàn bộ những dự định của mình. Anh không sợ việc Hổ gia từ chối. Nếu như Hổ gia không đồng ý, đối với Chu Dương mà nói, cũng chỉ là không vui một chút, chứ không xảy ra tổn thất nào khác. Hơn nữa Chu Dương hoàn toàn tin rằng, Hổ gia nhất định sẽ đồng ý. Gần 10 phút trôi qua, Chu Dương mới nói xong kế hoạch của mình. Bốn người Ngưu Xuyên, thêm cả Bào Ca lúc này, cũng đang ngây người nhìn Chu Dương. Bọn họ dù không hiểu hết những lời Chu Dương nói, nhưng tiền đồ và sự báo đáp mà Chu Dương nhắc đến khiến họ kinh ngạc vô cùng. Dựa theo kế hoạch của Chu Dương, sản xuất mặt nạ trắng da chống lão hóa chỉ là bước đầu tiên. Nếu thành công sản xuất được sản phẩm này, danh tiếng của bọn họ sẽ được lan rộng, sau đó sẽ nhận được thêm nhiều đơn đặt hàng sản xuất những loại mỹ phẩm khác. Đến lúc đó, bọn họ sẽ phát triển rất nhanh trong ngành công nghiệp mỹ phẩm. Nếu chỉ nói đến đó, mặc dù có vẻ lớn lao, nhưng chưa đủ để khiến người khác kinh ngạc. Việc Chu Dương định xây dựng một tập đoàn lớn đa lĩnh vực mới khiến bọn họ nhìn thấy tương lai sáng lạn phía trước. Chê y thực tế, Chu Dương cũng không hề thổi phồng phóng đại chỗ nào. Anh miêu tả kế hoạch xây dựng cho Hổ gia. Ở chê y bản kế hoạch này, công xưởng xây dựng cũng chỉ là một cái chấm đen bé tẹo. Và điểm thu hút nhất, chính là khu đô thị khổng lồ chê y bản thiết kế. Dự án trắng da chống lão hóa hoàn thành thuận lợi, Chu Dương sẽ có cơ hội lớn để hoàn thành được nhiệm vụ thứ nhất, chính là sinh lời gấp 10 lần khoản tiền 20 triệu trong vòng một năm. Nói như vậy, anh có thể thừa kế được tài sản do cha mình để lại, tập đoàn Chu Thị khổng lồ. Dựa vào quyền lực của tập đoàn Chu Thị, dường như chẳng có chuyện gì làm không làm được. Nhất thời, cả phòng đều im lặng. Chu Dương và Hổ gia đều đang trầm mặc. Hổ gia thì đang suy tư, còn Chu Dương thì đang chờ đợi. Nhưng ngoài sự im lặng đó, còn có vài tiếng thở dốc nặng nề. Chính là hội bốn người Ngưu Xuyên, thêm cả Bào Ca thở dốc. Lúc này chê y mặt họ đã có một chút đỏ ửng, Chu Dương có thể nhìn thấu, đây là do ca iota CS động. Chu Dương miêu tả kế hoạch xây dựng, người có lợi không chỉ có mình anh và Hổ gia, còn có cả Ngưu Xuyên và những người còn lại. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến mọi người hứng thú. Được, tôi đồng ý hợp tác với cậu, chỉ là tôi hy vọng kế hoạch do cậu chỉ đạo này, nếu tính sau này công ty Danh Dương có ý định tham gia, thì người lãnh đạo mà tôi công nhận, vẫn chỉ có mình cậu. Hổ gia hít sâu một hơi, rất nhanh đưa ra quyết định. Tốt, coi như chúng ta đã đạt được mục đích chung trong hợp đồng. Bây giờ liên quan đến phần quyền lợi và nghĩa vụ, chúng ta vẫn cần xác nhận một chút. Chu Dương khẽ cười nói, lấy ra từ trong túi sách một văn kiện đã sớm chuẩn bị. Đây là hợp đồng tôi đã sớm phác thảo, bên trong có những kế hoạch liên quan tổng thể khá mạch lạc, quy định về một vài vấn đề giữa hai bên chúng ta. Chu Dương đưa văn kiện cho Hổ gia. Hổ gia nhận lấy văn kiện, nhưng căn bản cũng chẳng nhìn vào, ông trực tiếp lật mặt sau để ký tên. Tôi đã nhìn chúng cậu, là bản thân cậu chứ không phải dưới vai trò là một người phụ trách dự án sản phẩm dưỡng da này. Giống như vậy,
Khi cậu phác thảo cho tôi kế hoạch xây dựng này, cũng không phải là dựa vào thân phận của người phụ trách mà tin tưởng. Hồ Gia nói rất dứt khoát, không một chút do dự. Chu Dương thấy vậy, trong lòng cũng có chút cảm động, nhưng đồng thời cảm giác cấp bách cũng lập tức xuất hiện. Nếu vậy, việc chúng ta cần làm bây giờ là mua được một công xưởng sản xuất để khôi phục sản xuất mặt nạ trắng da chống lão hóa, chuẩn bị tung ra thị trường. Sau khi xong xuôi mọi việc, Chu Dương lập tức tiến hành, muốn thu mua một công xưởng sản xuất. Ở đây có đến hai nhà xưởng đang có ý định giao bán, cậu có thể quan sát một chút. Hổ Gia không nhanh không chậm đưa tài liệu liên quan của hai công xưởng tới trước mặt Chu Dương. Nhìn tập tài liệu đã được chuẩn bị tốt, Chu Dương cười một tiếng, trong lòng có một chút cảm thán. Từ điểm này thấy được, vai trò của Hổ Gia đã quan trọng hơn nhiều so với dự tính của Chu Dương. Chu Dương cũng không chần chừ, mở tập tài liệu kiểm tra chút thông tin của hai công xưởng. Tại Thẩm Gia. Thẩm Gia ở trong khu biệt thự nằm ở lưng chừng núi phía đông thành phố. Thẩm Bích Quân sau khi rời công ty Danh Dương, cô lái xe thẳng về đây. Thẩm Tiểu Thư. Lính gác nhận ra xe của Thẩm Bích Quân, liền nhanh chóng cho xe qua. Dự án sản phẩm dưỡng da làm trắng và chống lão hóa một tay cô chủ trì. Toàn bộ quyền lực cũng đều do Thẩm Bích Quân kiểm soát. Thế nhưng một ít sản phẩm mẫu đã bị Thẩm Trạch lấy đi, Thẩm Bích Quân đương nhiên muốn đòi lại. Tiểu thư về rồi, tiểu thư về rồi. Thẩm Bích Quân vừa bước vào nhà, bà Y Hũ Hát Sa kinh ngạc vui mừng hô lớn. Ông Thẩm và bà Thẩm cũng nghe được động tĩnh, đi ra rất nhanh. Chỉ là hai người họ không thấy chút vui vẻ nào chê y khuôn mặt con gái. Ngược lại, khuôn mặt biểu hiện rõ sự lạnh lùng. Mày còn biết trở lại đấy à? Thẩm Duy ngôn mặt tối sầm hạ giọng nói, đặt y gờ ngồi chê y chiếc ghế sofa, trợn mắt nhìn Thẩm Bích Quân. Đây là nhà tôi, sao tôi lại không được về? Thẩm Bích Quân không mảy may chút nào. Đáp trả lại bằng cái nhìn khinh khỉnh, tiện thể nhìn trái nhìn phải, xem Thẩm Trạch có ở đây không. Bích Quân à, Thẩm Trạch là em trai mày, sao mày lại đối xử như vậy với em mình được? Sao mày lại có thể đuổi nó ra khỏi buổi tiệc trước mặt bao nhiêu người như vậy? Bà Thẩm lên giọng bắt đầu quở trách. Thực ra mà nói, người này chỉ là mẹ kế của Thẩm Bích Quân, còn Thẩm Trạch cũng chỉ là em trai cùng cha khác mẹ của cô. Lúc trước, cô vốn là một tiểu công chúa ở trong nhà. Thẩm Bích Quân được nhận mọi sự cưng chiều sủng ái. Nhưng từ khi mẹ ruột của cô gặp tai nạn giao thông qua đời, sau đó Thẩm Duy Ngôn tái hôn, là lúc mọi chuyện đều thay đổi. Đặc biệt là sau khi Thẩm Trạch ra đời. Thẩm Bích Quân cảm thấy bản thân giống như trong một đêm là đã trở thành một người dư thừa, có cũng được không có cũng chẳng sao. Thẩm Duy Ngôn chuyển toàn bộ sự quan tâm yêu thương sang Thẩm Trạch. Còn với Thẩm Bích Quân, viện cớ lý do để trưởng thành mà bắt cô phải một mình ra ngoài lang bạt kiếm sống. Chương 44, lấy lại những gì thuộc về mình. Chương 44, lấy lại những gì thuộc về mình. Sao bà không hỏi xem là nó đã làm gì? Thẩm Bích Quân liếc mặt nhìn mẹ kế, lạnh nhạt đáp, chê y mặt không có chút cảm xúc nào. Nó dù có làm gì thì cũng là em trai mày, sao có thế vì người khác mà làm nó mất mặt? Mẹ kế khuôn mặt bất mãn, giọng điệu nặng nề thêm mấy phần. Nó đang ở đâu, tôi biết nó ở nhà, mau bảo nó ra đây. Thẩm Bích Quân không để ý đến mẹ kế, nghiêm túc hỏi. Mày tìm nó làm gì? Bích Quân, Thẩm Trạch bị mày làm mất mặt, mày còn muốn làm gì nó nữa? Mẹ kế mặt đầy cảnh giác. À, nó làm gì nó tự biết, bảo nó ra đây, nếu nó đã dám làm. Thì cũng đừng nên giả bộ làm con rùa rụt cổ như vậy. Thẩm Bích Quân cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn lên lan can tầng 2, quả nhiên thấy Thẩm Trạch đang đứng tựa vào lan can, khuôn mặt nhìn cô với thái độ giễu cợt. Cút xuống đây. Thẩm Bích Quân quát lớn. Hỗn xược, mày dám nói chuyện như vậy với em trai sao? Mày có còn chút bộ dạng làm chị nào không vậy? Tiếng quát của Thẩm Bích Quân làm Thẩm Duy Ngôn tức giận. Ông ta gầm lên một tiếng. Nhìn Thẩm Bích Quân với ánh nhìn ghẻ lạnh. Tôi không có bộ dạng làm chị, vậy các người cho tôi hỏi, nó có bộ dạng nào của một đứa làm em không? Lẳng lặng ăn trộm sản phẩm mẫu mặt nạ trắng da chống lão hóa, lại còn xúi dục Chu Đức Khoan đi theo nó. Cũng thật có bản lĩnh. Lần này, Thẩm Bích Quân không hề nhẫn nhịn, cười lạnh lùng đáp.
nói, sản phẩm mẫu để chỗ nào? À, người chị của em, chúng ta đều là người một nhà, mặt nạ trắng da chống lão hóa đó là của chị, chẳng phải cũng là của em sao? Em lấy mấy thùng thì sao chứ? Thẩm Trạch tỉnh bơ như không có hề gì, thảnh thơi đi xuống tầng, bước về phía mẹ, tựa vào bà ta rồi ngồi xuống, cố tình làm ra vẻ vô tội nhìn Thẩm Bích Quân. Thẩm Duy Ngôn hơi cau mày, chuyện này ông ta chưa nghe Thẩm Trạch nhắc đến bao giờ. Thế nhưng ông ta cũng không tỏ thái độ gì, trong lòng tự coi đó là điều dĩ nhiên. Thẩm Bích Quân là con gái, tương lai cuối cùng cũng là gả đi lấy chồng. Thẩm gia hiện tại, người duy nhất có thể kế thừa sản nghiệp của ông ta, chỉ có Thẩm Trạch. Nên bất luận thế nào, Thẩm Duy Ngôn cũng sẽ bênh vực Thẩm Trạch. Thẩm Quân, hạng mục trắng da chống lão hóa của mày tao cũng đã nghe qua rồi. Cũng chỉ là một chút đồ mỹ phẩm, nếu tính về mặt hiệu quả, làm sao có thể so sánh với những nhãn hàng lớn. Có vài thùng mẫu, em mày lấy rồi có thể làm gì được chắc. Thẩm Duy Ngôn mặt đầy uy nghiêm nhìn Thẩm Bích Quân, ông ta cố làm ra vẻ đanh thép, muốn cho Thẩm Bích Quân tự thấy ải khó mà lui về. Hai cha con một thời gian dài xa cách nhau, ông ta sớm đã chẳng hiểu gì về Thẩm Bích Quân. Sản phẩm dưỡng da này vừa mới sản xuất, trong mắt ông đương nhiên là chẳng có gì. Vậy xin phiền tới người em trai yêu quý của tôi, mau đem mẫu phẩm trả lại cho tôi. Nên biết rằng công ty này còn nhỏ, không thể chịu được tổn thất lớn như vậy. Thẩm Bích Quân cười như không cười, bình tĩnh nhìn Thẩm Trạch, hoàn toàn không thấy một bên Thẩm Duy Ngôn và bà mẹ kế đang nhìn với ánh mắt tức giận như thể muốn thiêu đốt. Thẩm Bích Quân như vậy đối với bọn họ mà nói, cô không hề coi bọn là những bậc trưởng bối, chỉ coi lời họ là gió thoảng qua tai. Điều này đối với hai vị trưởng bối, là không thể tha thứ được. Thẩm Bích Quân, đủ rồi. Thẩm gia là nhà tao, tao nói cái gì bỏ qua là phải bỏ qua, mày không cần ở đây tranh luận ồn ào. Nếu không còn việc gì nữa thì mau cút đi. Thẩm Duy Ngôn giận dữ trực tiếp tát Thẩm Bích Quân một cái, phát ra âm thanh lớn. Ngay sau đó đột nhiên đứng dậy, tức giận trợn mắt nhìn Thẩm Bích Quân, giống như là đang phải tiếp một vị khách đáng ghét tới nhà, chỉ muốn Thẩm Bích Quân rời đi. Thẩm Duy Ngôn vừa dứt lời, cả căn phòng rơi vào im lặng. Bà Y Hũ Hát Sa đã sớm đứng tránh ra một bên, nhưng nghe được lời như vậy, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Bà mẹ kế và Thẩm Trạch lén lút nhìn nhau, hai người họ đều lộ vẻ vui mừng. Chỉ có Thẩm Bích Quân sững sờ đứng tại chỗ. Giờ khắc này, cô cảm thấy người mà cô gọi là bố suốt mười mấy năm nay, trở nên thật xa lạ. Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Bích Quân nghe những lời như vậy từ Thẩm Duy Ngôn. Trước mặt mọi người, gào thét và đuổi cô đi. Rõ ràng đây cũng là nhà cô mà. Dù có kiên cường tới đâu, Thẩm Bích Quân lúc này cũng cảm thấy chua xót đau lòng. Năm đó mẹ gặp tai nạn qua đời, Thẩm Duy Ngôn tái hôn, toàn bộ cái nhà này đều xa lánh cô, coi cô là người như có như không, chẳng quan trọng gì nữa. Giờ phút đó, Thẩm Bích Quân đã âm thầm lập lời thề, nhất định sẽ đạt được thành tựu nào đó, để cho Thẩm Duy Ngôn biết rằng, con gái ông không hề vô dụng, càng không phải là gánh nặng của ông. Thế nên sau vài năm, Thẩm Bích Quân lao lực làm việc, để đưa công ty danh dương đi đến vị trí ngày hôm nay. Ai già, Duy Ngôn, anh nói lời này có chút quá đáng, Thẩm Bích Quân dù sao cũng vẫn là đứa con gái nhỏ. Anh nói như vậy, nếu người khác nghe được, khác gì cho rằng mẹ con chúng em ghét bỏ nó. Bà Thẩm đảo mắt nhìn, thấy tình hình có vẻ căng thẳng, liền lập tức cười nói đi tới bên cạnh Thẩm Duy Ngôn, đưa tay vỗ ngực ông ta liên tục để trấn an. Thẩm Bích Ngôn chớp mắt, nhận ra người phụ nữ này có ý đồ không hề tốt đẹp. Một chút dáng vẻ con gái cũng không có, không biết sau này có gả đi lấy chồng được không đây. Có vẻ sự trấn an của mẹ kế đã phát huy tác dụng. Thẩm Duy Ngôn tâm tình thấy tốt hơn nhiều, nhưng ánh mắt nhìn Thẩm Bích Quân vẫn tràn đầy sự giận dữ. À, bố à, có thể bố không biết điều này. Người chị tốt bụng của con không lo lắng chuyện kết hôn, nghe nói là vì trong công ty lén nuôi dưỡng nhân tình. Còn cho anh ta phụ trách dự án trắng da chống lão hóa này nữa. Chắc hẳn chị gấp gáp muốn lấy lại sản phẩm mẫu về, e là vì người đàn ông kia nhỉ. Là Chu Dương đúng không? Thẩm Trạch tự nhiên cất lời, làm cho Thẩm Duy Ngôn và bà Thẩm đều ngẩn người. Bọn họ không biết chút gì về câu chuyện này, cũng không có ai nói cho họ biết cả. Bây giờ đột nhiên nghe được, còn cho rằng đó là trò đùa của Thẩm Trạch. Thẩm Trạch, con đừng đùa nữa. Bà Thẩm cười nhẹ, liền vội vàng đi tới,
định ngăn Thẩm Trạch lại. Bà ta rất rõ, Thẩm Duy Ngôn đặt tiêu chuẩn không phải quá cao đối với con gái, nhưng cũng có giới hạn cuối cùng. Đó là nhất định phải trong sạch, không được làm những chuyện vi phạm đạo đức, vi phạm luân thường đạo lý. Mặc dù Thẩm Duy Ngôn không quan tâm Thẩm Bích Quân, nhưng suy cho cùng họ vẫn là cha con, nên ranh giới kia vẫn còn tồn tại. Nếu chuyện này không phải là thật, Thẩm Duy Ngôn có thể sẽ trút giận sang Thẩm Trạch. Đây là điều mà bà ta không muốn thấy. Quả nhiên, Thẩm Trạch vừa nói xong, khuôn mặt của Thẩm Duy Ngôn chớp mắt đã đỏ lên. Có thật không? Thẩm Duy Ngôn thấp giọng gầm gừ, nghe rõ được cả sự run rẩy vì tức giận. Đương nhiên là thật, hiện tại tất cả mọi người trong thành phố đều biết, e là bố mẹ vẫn bị giấu giếm. Bố mẹ nhìn xem đây là cái gì? Thẩm Trạch vùng tay ra khỏi tay mẹ, cầm lấy vài quyển tạp chí bát quái. Thẩm Duy Ngôn và bà Thẩm cùng nhìn vào bìa tạp chí, là bức ảnh Thẩm Bích Quân và một người đàn ông trẻ vô cùng thân mật. Chát! Mày quả là không biết xấu hổ, cái mặt già này của tao đều tại mày mà mất hết danh dự rồi. Đột nhiên, cái tát như trời giáng vang lên chát một tiếng. Thẩm Duy Ngôn hung hăng tát vào mặt Thẩm Bích Quân, phẫn nộ nói. Má phải của Thẩm Bích Quân, trong chớp mắt ửng đỏ hình năm ngón tay. Chương 45, tôi chính là Chu Dương. Một cái tát mạnh giáng xuống khiến toàn bộ mọi người đều sững sờ, ngay cả Thẩm Trạch cả người cũng đờ đẫn trong phút chốc. Nhưng rất nhanh, Thẩm Trạch và mẹ nhìn nhau có chút hả hê. Còn Thẩm Duy Ngôn thì ngập tràn sự phẫn nộ. Con gái của ông làm ra loại chuyện như này, lại còn bị loan tin ra ngoài, bây giờ cả thành phố đều biết, chỉ có mình ông là chẳng hay biết gì. Nói, tên xúc sinh kia là ai? Thẩm Duy Ngôn lớn giọng của trách, hận rằng không thể trực tiếp tìm ra gã kia là ai, để hung hăng chỉnh đốn một trận. Con biết, người đó tên là Chu Dương. Anh ta vốn chỉ là một nhân viên nhỏ trong công ty của chị, thế nhưng không biết làm thế nào mà có thể quyến rũ được chị. Thẩm Trạch vội trả lời, trong lòng thầm mừng rỡ. Hắn chỉ mong Thẩm Bích Quân bị Thẩm Duy Ngôn trừng trị một trận. Tốt nhất là thu hồi lại công ty danh Dương, sau đó giao cho hắn. Mày, mau gọi điện thoại cho thằng đấy, bảo nó mau cút đến đây gặp tao. Nếu không, đừng trách tao không khách khí. Thẩm Duy Ngôn chỉ thẳng vào mặt Thẩm Bích Quân quát lớn. Duy Ngôn, như vậy liệu có được không? Bích Quân cũng đã lớn rồi, nó cũng có nhu cầu chứ. Lúc này, bà Thẩm đứng dậy, bắt đầu nói tốt cho Thẩm Bích Quân. Thẩm Trạch vừa nghe đã thấy tức giận, thời cơ tốt như vậy mà không nắm lấy để đối phó với Thẩm Bích Quân, thì còn chờ đến khi nào? Nhưng bà Thẩm không hề để ý đến ám hiệu của Thẩm Trạch, vẫn một mực nói đỡ cho Thẩm Bích Quân. Nếu Bích Quân quyết định sống chung với người đàn ông kia, thì nhất định đã suy nghĩ kỹ, và nếu bảo anh ta chuẩn bị rồi tới đây, chỉ bằng chúng ta tự đến tìm anh ta, xem anh ta rốt cục là loại người như thế nào. Thì ra cũng chỉ là một cách đổi chủ đề thôi, bà Thẩm vẫn dẫn dắt câu chuyện nói về thân phận của Chu Dương. Thẩm Bích Quân vẫn một mực thờ ơ quan sát mọi chuyện, nhìn màn biểu diễn của bà Thẩm và Thẩm Trạch, như thể toàn bộ chuyện này chẳng liên quan chút nào tới mình. Thế nhưng lúc này, cô biết bà Thẩm đang toan tính điều gì. Nếu như gọi Chu Dương tới đây, thì cùng lắm cái nhà này được thêm một trận huyên náo ồn ào. Còn nếu bọn họ chủ động tìm Chu Dương, làm lớn chuyện lên, thì chuyện này sẽ dễ dàng lan truyền ra ngoài, chẳng mấy chốc mọi người đều biết đến. Như vậy, danh tiếng của Thẩm Bích Quân sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, thậm chí còn vì những đặc thù riêng trong ngành mỹ phẩm, cô sẽ bị nhiều công ty bài xích tẩy chay. Bà Thẩm đang muốn hủy diệt cô triệt để. Được, vậy tôi sẽ đi xem rốt cuộc là ai dám láo xược như vậy. Thẩm Duy Ngôn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đứng dậy, chỉnh đốn lại trang phục và đi tới công ty danh Dương. Ở bên kia, cuộc thương lượng giữa Chu Dương và Hổ Gia ở khách sạn Grand cũng sắp kết thúc. Gần như tất cả các thỏa thuận đều đã được thống nhất, phần còn lại, cũng chỉ là thu mua một công xưởng sản xuất. Sau đó đưa mặt nạ vào tiến hành sản xuất. Chu Tiên Sinh, công xưởng Đức Sinh còn có công xưởng Phúc Hải. Hai công xưởng này trước mắt đều khá phù hợp, hơn nữa họ cũng đang tìm người để bán. Bào Ca đưa tập thông tin về thu mua nhà xưởng cho Chu Dương, bắt đầu giới thiệu thông tin về hai công xưởng này. Thực tế mà nói, dù cho Hổ Gia chưa từng gặp Chu Dương, không ký kết hợp đồng, thì hai công xưởng này cũng vẫn tìm người để bán.
bây giờ gặp được Hổ gia, mới có thể có được những thông tin rõ ràng như vậy. Chu Dương cẩn thận đọc một lượt, phát hiện hai công xưởng này có nguyên nhân phải bán đi đều có vẻ đều giống nhau. Đều là vì tài chính của chủ xưởng, bọn họ muốn bán đi để giải quyết những vấn đề tài chính của mình. Dẫu sao, trong mắt bọn họ công xưởng gia công đã thuộc về công đoạn cật lực nhất. Hiện giờ đang là thời đại của các loại sản phẩm công nghệ cao, những công xưởng gia công truyền thống hiển nhiên sẽ bị đào thải. Thế nhưng, Chu Dương lại lanh mắt tìm ra điểm khiến anh cảm thấy hứng thú hơn. Hai công xưởng này đồng thời đều có nhà xưởng hiện đại, môi trường vô trùng, hơn nữa còn có một vài thiết bị tân tiến. Điều quan trọng nhất là, vì môi trường trong nhà xưởng là vô trùng, do đó sẽ thích hợp để sản xuất mặt nạ dưỡng da cho các công ty mỹ phẩm. Phát hiện này khiến Chu Dương không ngừng phấn khích. Nói rõ ra thì, chỉ cần anh thu mua hai công xưởng này, nhà xưởng cũng có sẵn một chút thiết bị, nên có thể trực tiếp đưa vào vận hành, không cần bổ sung thêm những thứ khác. Nếu phải thêm, thì chi phí cần thiết cũng không quá nhiều. Số tiền hoàn toàn trong phạm vi năng lực của Chu Dương. Chu Dương cẩn thận tính toán chút một, khoản tiền mặt anh có là 20 triệu tệ, khoảng 66 tỷ VND, đầu tư vào công ty danh Dương cần 10 triệu. Khoảng 33 tỷ VND. Số tiền mua quà cho bà Tạ và Linh Ngọc xấp xỉ 3 triệu tệ, khoảng 9,9 tỷ VND. Tiền trị bệnh cho mẹ cũng gần 2 triệu tệ, khoảng 6,6 tỷ VND. Hơn nữa cũng cần tiết kiệm 1 triệu để trả cho chi phí điều trị suốt 1 năm. Xem ra, số tiền hiện tại Chu Dương có thể trực tiếp sử dụng ở trong tay, chỉ còn có 2 triệu. Chỗ tiền đó, dùng để thu mua công xưởng, hiển nhiên là không đủ. Chu tiên sinh, có vấn đề gì không? Hổ gia nhìn thấy vẻ mặt của Chu Dương, trong lòng có chút lo lắng nên khẽ hỏi. Ông nghĩ rằng ông đã chuẩn bị tài liệu rất đầy đủ, người bình thường sẽ không bao giờ từ chối. Hơn nữa ông có một loại cảm giác khó giải thích về Chu Dương. Ông cảm thấy anh nhất định không phải là kẻ tầm thường. Nói thật thì, hiện tại tôi trong tay tôi chỉ còn khoảng 4 triệu tiền mặt, e là không đủ để thu mua cả hai công xưởng này. Chu Dương cũng không có ý định giấu giếm, nếu đôi bên cùng hợp tác thì chi bằng thành thật với nhau một chút. Ha ha, tôi còn tưởng có chuyện gì, nếu chỉ có mỗi vấn đề tiền nong, thì ắt không là chuyện gì to tát. Huống hồ, không phải cậu nói sẽ lôi kéo Thẩm Tổng tham gia vào chuyện này sao? Ba người chúng ta cùng kết hợp, chắc chắn sẽ đủ. Hổ ra cười một tiếng, trong lòng không hề có ý xem nhẹ Chu Dương, thậm chí còn đánh giá anh cao hơn vài phần. Một người thẳng thắn như vậy, trong lúc hợp tác chắc chắn sẽ không bất thình lình đâm sau lưng bạn một dao, cũng không bỏ bạn đi khi bạn lâm vào cảnh đường cùng. Tinh tinh tinh. Lúc này, tự nhiên điện thoại của Chu Dương vang lên. Đúng là nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Alo, Thẩm Tổng. Chu Dương khẽ cười một tiếng, rồi bắt máy. Thế nhưng rất nhanh, nụ cười trên y môi anh từ từ đông cứng lại, trở nên vẻ cứng nhắc nghiêm nghị chưa từng thấy. Được, tôi biết rồi. Nói xong, Chu Dương cười khổ sở ngẩng đầu lên. Sao thế, là Thẩm Tổng gọi à? Hổ ra hỏi. Lúc này, ông cũng không hy vọng xuất hiện điều gì bất ngờ. Mấy thứ tin tức bát quái kia chắc ông cũng biết, vừa bị cha của Thẩm Tổng phát hiện, nên bây giờ ông ta muốn lùng sục khắp nơi tìm tôi. Chu Dương trong lòng vô cùng lo lắng, vì anh chưa chuẩn bị gì cho chuyện mà Thẩm Bích Quân vừa nói với anh. Chuyện gì thế, có cần tôi giúp đỡ không? Hồ Gia nhìn ra được sự khó xử của Chu Dương, chủ động đề nghị giúp đỡ. Thế nhưng Chu Dương không trả lời lại ngay. Vừa nãy Thẩm Bích Quân nói trong điện thoại có chút ung dung tùy ý, là bố cô ấy chỉ muốn nhìn thấy mặt nhân tình của cô, không muốn anh phải lo lắng nhiều. Thế nhưng Chu Dương hiểu rằng, Thẩm Bích Quân càng tỏ vẻ ung dung bao nhiêu, thì mọi chuyện càng phức tạp bấy nhiêu. Thậm chí anh còn mơ hồ cảm nhận được cả ngọn lửa giận bừng bừng của bố Thẩm Bích Quân. Xem tình hình trước đã, cũng chưa biết bố của Thẩm Bích Quân là người như thế nào. Chu Dương cười khổ sở nói, ngay sau đó liền đứng dậy rời đi chủ động tìm Thẩm Bích Quân. Thế nhưng anh chưa kịp bước ra khỏi khách sạn Grand, ngoài cửa đã vang lên tiếng động cơ xe ầm ầm. Một vài chiếc Mercedes màu đen nhanh chóng dừng lại. Một người đàn ông trung niên khuôn mặt nghiêm nghị từ trên y xe chậm rãi bước xuống. Ở bên cạnh ông ta là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Đột nhiên, đồng tử trong mắt Chu Dương co lại.
bên cạnh người phụ nữ kia, là một người đàn ông trẻ tuổi. Mà Chu Dương biết anh ta, chính xác là Thẩm Trạch. Ánh mắt Chu Dương hơi chuyển động, anh nhìn thấy Thẩm Bích Quân đang bước xuống từ một chiếc xe đằng sau. Ai là Chu Dương? Người đàn ông trung niên bước vào khách sạn Grand, ánh mắt nhìn quanh tìm kiếm, khi nhìn thấy Chu Dương đứng đối diện, liền lạnh lùng chất vấn. Lúc trước ông ta đã từng cho người dò hỏi qua, biết rằng Chu Dương hiện đang ở khách sạn Grand. Vậy mà khi tự mình tới nơi, thì bắt gặp bọn họ đang chuẩn bị rời đi. Rất nhanh, ánh mắt sắc lẹm của Thẩm Duy Ngôn đã sớm khóa chặt chê y người Chu Dương. Giống hình chê y tạp chí Y Đúc, bộ dạng của Chu Dương đúng là không có chút thay đổi gì. Tôi chính là Chu Dương, ngài hẳn là bác Thẩm. Chu Dương biết mình không thể tránh né được nữa. Hơn nữa loại hiểu lầm này một khi đã đến tai những vị trưởng bối trong nhà, chắc chắn cần phải được giải thích rõ ràng. Thế nhưng Chu Dương chưa kịp làm gì, chỉ vừa tự giới thiệu, hỏi thăm sức khỏe ông Thẩm, thì ông ta đã hét lớn ra lệnh. Bắt lại! Thẩm Duy Ngô vừa dứt lời, mấy người mặc áo đen đứng sau lưng ông ta lập tức lao tới. Thấy mọi chuyện có vẻ không đúng, mấy người Ngưu Xuyên cũng không hề lùi lại về phía sau, thậm chí là tản ra để chặn đánh. Trong nháy mắt, hai nhóm người xung đột mạnh vào nhau. À, Chu Dương, mấy người này là vệ sĩ mà bố ta đặc biệt mời về, loại tôm tép nhà các người có còn muốn tiếp tục ngăn cản họ không? Thẩm Trạch đứng ở một bên, khuôn mặt thâm độc nhìn Chu Dương, ánh mắt đầy sự nham hiểm. Lần trước trong bữa tiệc bị Chu Dương chế giễu, thậm chí Thẩm Bích Quân cũng giúp anh để hạ nhục hắn, khiến Thẩm Trạch trước mặt bạn bè không ngóc đầu lên nổi. Cuối cùng thì bây giờ cũng có thế làm nhục lại Chu Dương, tâm trạng Thẩm Trạch cực kỳ hả hê. Cái gì, không thể nào. Thế nhưng sự sung sướng y gờ của Thẩm Trạch chưa kịp kéo dài, cảnh tượng trước mắt khiến hắn kinh động hoảng hốt, không nhịn được mà la hét ầm lên. Chương 46, thái độ của Chu Dương. Chương 46, thái độ của Chu Dương. Mấy vệ sĩ mặc đồ đen, chỉ vừa chạm mặt với đám người Ngưu Xuyên, trong tích tắc đã thất bại thảm hại. Lúc này đang nằm chê y mặt đất, kêu dê y không ngừng. Lần này, không chỉ có Thẩm Trạch mặt biến sắc mà ngay cả tâm trạng Thẩm Duy Ngôn cũng trầm xuống. Đám vệ sĩ này đều do họ bỏ số tiền lớn ra mời đến, đương nhiên là hiểu rõ khả năng của bọn họ. Trong cuộc tranh đấu thương trường ngày trước, đám vệ sĩ này thậm chí đã từng cứu mạng Thẩm Duy Ngôn. Nhưng bây giờ, lại bị đánh nằm xuống dưới đất, căn bản không có khả năng chống trả. Hừ! Mấy đứa nhãi nhép mà dám động đến anh Dương. Ngưu Xuyên hừ lạnh một tiếng, xoay xoay tay, vặn cơ chê y người. Còn Triệu Binh cùng hai anh em Trần Thắng, Trần Lợi, nhìn Thẩm Duy Ngôn bằng ánh mắt coi thường. Bọn họ không quen biết Thẩm Bích Quân, đương nhiên không nhìn thấy Thẩm Bích Quân đang đứng đấy, cũng không biết người đứng đối đầu trước mặt bọn họ là Thẩm Duy Ngôn. Nhưng cho dù họ có biết, thì nhất định vẫn làm như vậy. Nếu đã quyết định đi theo Chu Dương, thì cho dù như thế nào đều phải đặt lợi ích của Chu Dương lên hàng đầu. Hay, hay, hay. Thẩm Duy Ngôn cười ca iota siết động, trừng mắt nhìn Chu Dương nói ba tiếng hay. Bác Thẩm, bác như vậy là sao? Chu Dương sắc mặt khó chịu, lạnh lùng nói. Đây là lần đầu tiên anh và Thẩm Duy Ngôn gặp mặt, hai người một người chê y trời, một người dưới đất, khác nhau một trời một vực, căn bản là không có dịp đụng mặt. Chu Dương tự thấy không đắc tội gì với Thẩm Duy Ngôn, không hiểu tại sao ông ta vừa đến, không nói gì liền cho vệ sĩ đánh anh. Cậu là Chu Dương, tôi hỏi cậu, chê y này viết như vậy là thế nào? Thẩm Duy Ngôn ngực phập phồng, lấy tạp chí từ trong tay Thẩm Trạch vứt xuống đất. Vừa nhìn thấy tin tức chê y tạp chí, Chu Dương lập tức phản ứng. Chẳng trách mà Thẩm Duy Ngôn lại làm như vậy, Thẩm Bích Quân không hề có ý ngăn lại, hơn nữa lại thích thú đứng đằng sau xem chuyện hay. Tóm lại, cũng tại vụ bê bối giữa anh và Thẩm Bích Quân. Bác Thẩm, đây đều là tin tức vớ vẩn, cháu và Thẩm Tổng trong sạch, không có bất kỳ quan hệ thân mật nào. Hiện tại anh biết bác Thẩm hiểu lầm mình, Chu Dương đương nhiên phải giải thích rõ ràng. Hừ, trong sạch thuần khiết, chê y đời này không có chuyện gì xảy ra mà lại không có nguyên nhân cả, nếu không phải cậu không biết xấu hổ, thì có thể bị người ta nói gì sao? Nhưng Thẩm Duy Ngôn rõ ràng không muốn nghe Chu Dương giải thích, chưa đợi anh nói hết, đã chặn họng, nhìn bằng ánh mắt kỳ thị. Trong mắt ông ta, Chu Dương nhìn cũng không đến nỗi,
nhưng căn bản không có gì nổi bật. Mà cậu ta sở dĩ ở bên Bích Quân, chính là vì tiền. Thẩm Duy Ngôn không thèm để ý đến đám người hai bên, còn thêm những người hiếu kỳ đến xem, ông ở trước mặt mọi người chửi bới anh và Thẩm Bích Quân, điều này làm Chu Dương vô cùng hoảng hốt. Chu Dương thầm nghĩ một người bố sao lại có thể đứng trước chỗ đông người, chửi bới con gái. Nhưng rất nhanh, sự hoảng hốt của Chu Dương đã biến thành phẫn nộ. Bởi vì anh nhìn thấy Thẩm Bích Quân đứng trong giữa đám người tỏ vẻ không sao, nhưng đôi môi mím chặt nhợt nhạt. Thậm chí, Chu Dương còn nhìn thấy thân thể mảnh mai của Thẩm Bích Quân run nhẹ. Ngay sau đó, Chu Dương liền nghĩ đến tin đồn từng nghe trước kia. Thẩm Bích Quân và Thẩm gia quan hệ vô cùng xấu, cô ấy tự thành lập công ty danh Dương cũng là vì muốn độc lập tách khỏi Thẩm gia. Hiện tại xem ra, Chu Dương đã hiểu rõ rồi. Cháu lần cuối cùng gọi bác một tiếng bác Thẩm, mong bác rút lại những lời vừa nói. Chu Dương nghiêm túc nói. Rút lại, cậu cho cậu là ai, mà lại dám nói vậy với tôi. Thẩm Duy Ngôn lạnh lùng nói, nhìn Chu Dương bằng ánh mắt coi thường như đang nhìn một con côn trùng. Không biết rốt cuộc bác muốn gì. Chu Dương hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo, giọng điệu trở nên vô cùng sắc bén. Chu Dương, nếu như mày thức thời, thì hãy giao toàn bộ cổ phần của danh Dương mà mày đã lừa được của chị tao ra đây. Còn cả dự án làm trắng da chống lão hóa nữa, nếu không hôm nay đừng hòng ra khỏi đây. Nói cho mày biết, thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa mày cứ xông vào, tổng giám đốc của khách sạn Grand này là bạn của bố tao, chỉ cần một tiếng nói của ông ấy, mày cứ ở đây đi. Thẩm Trạch mở miệng chen vào, giọng điệu vô cùng kiêu ngạo. Nhưng ánh mắt của hắn tràn ngập sự tham lam, cứ như chê y người Chu Dương có báu vật vậy. Thẩm Trạch nói xong, hai bên đều yên lặng. Thẩm Duy Ngôn khẽ mỉm cười, cho rằng Chu Dương sẽ phải đồng ý, nếu không sẽ không xong với hắn. Nhưng người bên Chu Dương lại nhìn Thẩm Trạch với ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc. Tôi không đồng ý. Chu Dương lúc này mới hiểu được mục đích thật sự của bọn họ. Bọn họ đến đây căn bản không phải đòi lại công bằng cho Thẩm Bích Quân mà là muốn cướp cổ phần và dự án trong tay Chu Dương. Tuy rằng không biết Thẩm Bích Quân và bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Chu Dương biết cổ phần của công ty danh Dương hoàn toàn thuộc về Thẩm Bích Quân. Mà phần cổ phần đang trong tay Chu Dương là do anh dùng 10 triệu đầu tư giành được. Chu Dương, mày đừng có làm càn. Thấy Chu Dương kiên quyết không đồng ý, Thẩm Trạch lập tức sửng sốt, phẫn nộ quát. Ôi, ông chủ Thẩm, đại giá ghé thăm, sao lại không nói trước với tôi sẽ đi đón ngài, thật là. Đúng lúc này, một giọng nói thảo mai vang lên. Một người đàn ông dáng dấp trung niên, đầu hói bước nhanh đến, cười nói với Thẩm Duy Ngôn. Chú Trương, khách sạn của chú hiện giờ khách nào cũng tiếp đãi sao, cũng không sợ bị xuống giá, mãi không thể sánh ngang với Thúy Hồ Cư. Thẩm Trạch nhìn người đang đi đến. Chê y mặt vụt lên tia khinh thường nhưng rất nhanh chóng cười nói. Có chuyện gì vậy, A Trạch, cháu nói với chú sẽ giải quyết cho. Trương Uy ngẩng mặt, trầm giọng nói, đồng thời nhìn vào Chu Dương không ngừng đánh giá. Hắn có thể lên làm tổng giám đốc của khách sạn Grand, đương nhiên không chỉ biết nịnh nọt, mà cũng phải có bản lĩnh. Trải đời thuần thục, giống gương mặt của những ông chủ nhiều năm trong nghề. Mà bây giờ... Thẩm Duy Ngôn gặp tranh cãi trong khách sạn, Trương Uy đương nhiên phải giải quyết hợp lý, nhưng hắn ta cũng không thể hoàn toàn đứng về phía Thẩm Duy Ngôn. Vì thế lúc đầu hắn nhìn Chu Dương không ngừng dò xét, vẻ nghiêm túc chê y mặt cũng dần dần biến mất, chuyển sang lạnh nhạt. Vì hắn không nhìn thấy chê y người Chu Dương có đồ hàng hiệu nào. Nhìn người dựa vào trang phục, một người có thân phận cao quý, có tiền có thế, thì nhất định sẽ thể hiện một phần ở trang phục. Chu Dương cũng vẫn nhìn Trương Uy, nhìn rõ biểu hiện chê y gương mặt hắn, trong lòng cười lạnh. Chú Trương, tên tiểu tử này không biết xấu hổ, lừa cổ phần với dự án công ty từ trong tay chị cháu, giờ chúng cháu chỉ đến đòi lại thôi. Thẩm Trạch không hề do dự, thêm mắm thêm muối nói. Thật là hồ đồ. Chương 47, hổ ra thể hiện uy quyền. Nghe Thẩm Trạch giải thích xong, Trương Uy quát Chu Dương một tiếng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tiểu tử, tôi cảnh cáo cậu, đừng có gây chuyện ở khách sạn Huy Hoàng chúng tôi, nếu không hậu quả cậu không tưởng tượng nổi đâu. Trương Uy đi từng bước một đến chỗ Chu Dương, vẻ mặt lãnh đạm. Ha ha, thật là nực cười,
sao lại là tôi gây chuyện? Chu Dương cười lạnh, mặc dù anh không thích gây chuyện, nhưng cũng không sợ gây chuyện. Chưa nói đến việc Trương Uy có phải đang giúp cha con Thẩm Duy Ngôn hay không, nhưng cách tiếp đãi khách như vậy thì đúng là không thể được. Thật sự không biết người như vậy sao lại có thể trở thành tổng giám đốc của khách sạn Huy Hoàng. Thẩm tổng là khách quý, mà cậu lại dám lừa gạt tài sản của ông ấy, tôi thấy cậu đúng là có tội, tạm thời cậu không được rời khỏi đây, đợi cảnh sát đến đã. Trương Uy cười lạnh lùng, chỉ một ánh mắt khiến bảo vệ khách sạn liền chạy đến vây lại. Vừa rồi lúc Ngưu Xuyên đối phó với mấy vệ sĩ áo đen, những người bảo vệ này đều đã nhìn thấy, đương nhiên họ đều biết sự lợi hại của đám người Ngưu Xuyên. Vì vậy mấy người bảo vệ chỉ dám vây xung quanh chứ không dám hành động quá đáng. Thẩm tổng, ngài yên tâm đi, những người này hôm nay tuyệt đối không thể rời đi. Nhìn thấy Chu Dương bị bảo vệ vây lại, Trương Uy mới hài lòng gật đầu, quay đầu nói với Thẩm Duy Ngôn. Cảm ơn Trương tổng, cậu yên tâm, trước khi trời tối tôi sẽ giải quyết xong. Thẩm Duy Ngôn trầm giọng nói, mắt ánh có lạnh lẽo vụt qua. Ra hiệu cho thư ký của mình, cô ta lập tức chen khỏi đám đông, gọi một cuộc điện thoại. Trương Uy. Ngay lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Ai dám gọi tôi, tên của tôi để cậu gọi sao? Trương Uy vừa nghe thấy có người gọi tên mình, giọng điệu lại không mấy tốt đẹp, lập tức nổi giận, xoay người về phía phát ra giọng nói. Tiểu tử, lại là cậu, tôi thấy cậu đúng là sống nhàm chán quá rồi, ngứa ngáy đúng không? Tôi cũng không ngại dạy dỗ cậu. Nghe thấy âm thanh phát ra từ đám người Chu Dương, Trương Uy cười lạnh, ra hiệu cho bảo vệ ra tay. Nhưng điều làm cho hắn ngạc nhiên là đám bảo vệ này dường như không nhìn thấy ám hiệu của hắn, vẫn đứng im một chỗ, thậm chí còn có ý muốn tản ra ngoài. Lời của tôi các người cũng không nghe rồi đúng không? Có muốn làm nữa không đây? Trương Uy liền tức giận, lớn giọng dạy dỗ. Trương Uy, một tháng không gặp, tính khí cậu thay đổi nhiều rồi nhỉ? Ngay lúc này, người luôn đứng sau lưng Chu Dương được đám người bảo ca che đằng trước, hổ ra cười lạnh lùng bước ra. Ánh mắt nhìn vào Trương Uy, không tỏ vẻ tức giận mà đầy uy nghiêm. Hổ ra. Nhìn thấy người xuất hiện là hổ ra, Trương Uy đến nói chuyện cũng lắp bắp, cả người đứng trơ ra. Hổ ra, sao ngài lại ở đây? Nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, hắn chạy đến phía trước hổ ra, không ngừng cúi xuống chào hỏi. Chu Dương cau mày tự hỏi, Trương Uy sao lại sợ hổ ra vậy, thì thấy chê y chán Trương Uy đầy mồ hôi đang rơi xuống. Trương Uy còn không dám lấy tay lau đi. Trương Uy, không nghĩ là ngươi lại quản lý khách sạn như thế này, thật khiến ta được mở rộng tầm mắt. Hổ ra đối với Trương Uy căn bản rất thờ ơ, chỉ hừm lạnh một tiếng. Nhưng tiếng hừm này lại khiến đôi chân Trương Uy run bần bật. Chu Tổng, thật là xin lỗi cậu, quên không nói cho cậu biết, thật ra khách sạn Huy Hoàng này là của tôi, Trương Uy chỉ là cấp dưới của tôi. Không thèm để ý đến Trương Uy. Hổ ra nhìn Chu Dương chủ động giải thích. Lúc đó, Chu Dương mới rõ ngọn ngành. Chẳng trách mấy lần trước gặp mặt hổ ra đều tại khách sạn Huy Hoàng. Hơn nữa hổ ra có vẻ quá quen thuộc nơi này, như nhà mình vậy. Hóa ra là như vậy, thật không ngờ tới. Chu Dương cười nhẹ, cũng không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn hổ ra. Anh biết lúc này không cần nói nhiều, chỉ cần xem hổ ra xử lý chuyện này như thế nào là được. Nếu hổ ra thật sự muốn hợp tác với anh, đương nhiên sẽ không bỏ qua chuyện cấp dưới có thái độ không tốt với đối tác của mình. Hổ ra, vị này là... Trương Uy cho dù ngốc nghếch thì lúc này cũng nhận ra Chu Dương không hề đơn giản. Người mà hổ ra phải đích thân mở miệng giải thích, sao lại có thể là người đơn giản? Tên khốn nhà ngươi, Chu Tổng là người để ngươi hỏi sao? Lúc này, bào ca liền tung cú đấm khiến Trương Uy phải lùi lại mấy bước. Trừng mắt nhìn anh. Làm đệ tử trung thành của hổ gia, bào ca vừa nhìn liền hiểu được cần phải làm gì. Việc nhỏ này, đương nhiên hổ gia không thể đích thân làm mà để bào ca ra tay. Cú đánh này của bào ca rất nặng, mặc dù không dùng hết sức, nhưng sức mạnh không hề nhẹ. Mọi người nghe rõ âm thanh rắc rắc phát ra từ chê y người Trương Uy. Trương Uy nằm dưới sàn khuôn mặt đau đớn ôm ngực, mồ hôi chê y chán rơi xuống đất tạo thành vũng. Điều này xảy ra quá nhanh nên không ai phản ứng kịp. Mọi người ở tầng một khách sạn đều vô cùng hoảng hốt, sợ hãi nhìn bào ca,
dần dần lùi lại, những người xem chuyện lúc này cũng phải tránh né. Mà nếu nói là kinh ngạc nhất thì là cha con Thẩm Duy Ngôn và Thẩm Trạch. Bọn họ trợn mắt nhìn Trương Uy bị đánh ngã, đau đớn dưới đất. Các ngươi sao không xông lên? Đám bảo vệ các người mù hết rồi à? Không nhìn thấy Trương tổng của các ngươi bị đánh à? Còn không xông lên? Thẩm Trạch tức giận, quát đám bảo vệ. Có điều sự tức giận của hắn không có ý nghĩa gì, bảo vệ không những không xông lên mà còn tự giác lui xuống. Hổ ra chậm rãi đi đến bên Chu Dương, hai người đứng cạnh nhau, lặng lẽ nhìn Thẩm Duy Ngôn. Ông rốt cuộc là ai? Thẩm Duy Ngôn lúc này mới có phản ứng, nghiêm túc nhìn Hổ ra. Sự việc vừa rồi xảy ra rất nhanh nhưng Thẩm Duy Ngôn đều thấy rất rõ ràng. Trương Uy thái độ khiêm tốn khi đứng trước người này, thậm chí bị người đứng sau ông ra đánh trọng thương cũng không dám phàn nàn. Người như vậy, tuyệt đối không phải người không có danh tiếng. Thẩm Tổng, tôi nghe nói ông gặp phiền phức, chuyện thế nào, có cần tôi giúp không? Ngay lúc này, một âm thanh nhẹ nhàng từ bên ngoài khách sạn vang lên. Thẩm Duy Ngôn vừa nghe thấy liền vui mừng ra đón. Thuận gia, ngài tới đúng lúc quá, tôi gặp một chút phiền phức nhỏ, mong ngài giúp đỡ. Được thôi, để Thuận gia tôi xem là ai không có mắt lại dám đắc tội với ông chủ Thẩm. Thuận gia miệng ngậm cây tăm, chậm rãi bước vào, khi ánh mắt chạm Chu Dương và Hổ gia lập tức đứng im tại chỗ. Thuận gia, chính là bọn họ, nhưng người đó không hề đơn giản. Thẩm Duy Ngôn chỉ vào Hổ gia và Chu Dương, nhưng trọng điểm là chỉ vào Hổ gia. Thuận gia, đúng là đã lâu không gặp. Điều làm cho Thẩm Duy Ngôn ngạc nhiên là Chu Dương nhìn thấy Thuận gia không hề sợ hãi, ngược lại còn cười rất thú vị. Chương 48, tôi làm chỗ dựa cho cô. Chu Dương nhíu mày cười nhìn Thuận gia đang bước vào, trong lòng có chút ngạc nhiên. Anh biết, Thuận gia và Hổ gia có địa bàn riêng của mình. Hai bên cũng giao ước không xâm phạm địa bàn của nhau. Lần trước ở trước cửa câu lạc bộ Thành Tây, khi Chu Dương đưa Bảo Ca đến, Thuận gia đã nói như vậy. Nhưng bây giờ, Thuận gia lại đến đây, mà có vẻ là do Thẩm Duy Ngôn mời đến giúp đỡ. Ha ha, đây không phải Chu Tổng sao, còn Hổ gia nữa, ông cũng ở đây, đúng là tình cờ. Nhìn thấy Chu Dương và Hổ gia ở đây, Thuận gia lập tức cười nói, đồng thời đứng cách xa Thẩm Duy Ngôn một chút. Ông ta đang ăn cơm ở gần đây, đang tính chuẩn bị ăn xong thì đến tìm Hổ ra bàn chuyện. Nhưng không nghĩ rằng đúng lúc nhận được điện thoại thư ký của Thẩm Duy Ngôn gọi đến. Thẩm Duy Ngôn nhờ vả, lại còn có món tiền béo bở, Thuận ra cũng thuận thế mà đồng ý. Chỉ là ông ta ngàn vạn lần không ngờ tới, người mà Thẩm Duy Ngôn nhờ hắn giúp đỡ đối phó là Chu Dương và Hổ ra. Lúc này, Thuận ra trong lòng thật sự muốn chửi thầm Thẩm Duy Ngôn. Rõ ràng là đang hại ông. Thuận gia đường xa tới đây, có việc gì sao? Hay là lâu không gặp, nhớ tôi rồi? Chu Dương khẽ cười nói, vẻ mặt hào hứng. Ha ha, Chu Tổng nói đùa rồi, tôi đến tìm Hổ gia có chuyện, không phải là tình cờ, ha ha. Thuận gia tuy rằng là người cùng thời với Hổ gia, nhưng mọi mặt lại không bằng Hổ gia, đương nhiên nói chuyện phải xuống giọng một chút. Sao thế? Lẽ nào không phải Thuận gia đến để giúp đỡ ai sao? Chu Dương biết rõ cố ý nói. Đã biết là Thuận gia còn không mau câm mồm lại. Lúc này, Thẩm Trạch hung hăng nói. Hắn nhìn không ra biểu cảm bất thường của Thuận gia, chỉ nghĩ Chu Dương tình cờ gặp Thuận gia đâu đó, còn Thuận gia là do Thẩm Duy Ngôn mời tới, đương nhiên phải giúp bọn hắn. Cậu câm miệng cho tôi. Giây sau đó, Thuận gia đột nhiên xoay người, đánh một bạt tai vào mặt Thẩm Trạch. Bốp! Thẩm Trạch bị lực mạnh của cú tát lùi lại phía sau, bên má lập tức sưng lên. Thuận gia, ngài có ý gì vậy? Thẩm Duy Ngôn đỡ lấy Thẩm Trạch, sắc mặt u ám nhìn Thuận gia. Thẩm Tổng, con trai ông đúng là không có mắt nhìn, không thấy ta đang giúp ông nói chuyện với Chu Tổng sao? Đây có chỗ cho nó nói chuyện à? Thuận gia hừ một tiếng lạnh lùng, căn bản không thèm để ý đến Thẩm Trạch. Bố, con muốn giết hắn. Con muốn giết bọn họ. Thẩm Trạch bị đánh choáng váng, nhưng rất nhanh liền lấy lại ý thức, lập tức to tiếng mắng mỏ. Lúc này, hắn căn bản không quan tâm đến thân phận của Thuận gia và Hổ gia, cũng không quan tâm ở đây rất nhiều người, mỗi câu nói hành động đều bị người khác nhìn thấy. Hắn chỉ biết là, mình vừa bị tát.
hắn phải đem cục tức này phát tiết ra. Muốn mạng của chúng tôi, vậy phải xem tiểu tử nhà ngươi có còn mạng ra khỏi đây không. Bào Ca hừ một tiếng lạnh, cùng mấy thuộc hạ lập tức vây quanh đám người Thẩm gia. Ngay lập tức, thế cục thay đổi. Người của Thẩm gia bị vây lại, bà Thẩm vẻ mặt lo lắng, nhợt nhạt nhìn Thẩm Duy Ngôn, chờ ông ta nghĩ cách giải quyết. Cả Thẩm gia, chỉ có Thẩm Bích Quân khuôn mặt không cảm xúc, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt nhìn chằm chằm Chu Dương, tràn đầy sự tò mò. Quá khứ của Chu Dương, Thẩm Bích Quân biết rất rõ, nhưng hôm nay, Chu Dương đã khiến cô hoàn toàn ngạc nhiên. Cô chưa từng nghĩ là Chu Dương có thể quen biết với người như Hổ gia, Thuận gia. Phải biết rằng, những người này, kể cả cô cũng chỉ có thể nghe thanh danh của họ từ những người trưởng bối. Thẩm Bích Quân trong mắt họ chẳng qua chỉ là một cô bé. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm, Thuận gia, con nhỏ không hiểu chuyện, tôi xin lỗi ngài, xin ngài giải thích giúp tôi. Lúc này, Thẩm Duy Ngôn đâm lao phải theo lao. Bản thân vốn nghĩ xử lý Chu Dương là việc đơn giản, chỉ cần mang theo mấy vệ sĩ. Nhưng mấy người vệ sĩ này, đến nắm đánh của Ngưu Xuyên, cũng không chống đỡ được mấy cú, bây giờ căn bản cũng không còn ý chí chiến đấu, không thể bảo vệ họ được. Nếu Chu Dương muốn làm gì đó, thì Thẩm Duy Ngôn cũng không còn cách nào ngăn cản. Hiểu lầm, tôi không hề cho là như vậy. Không đợi Thẩm Duy Ngôn có câu trả lời, Chu Dương đã lạnh lùng nói. Tôi từ đầu đã rất tôn trọng ông, vì ông là bố của Thẩm Tổng, nhưng dù chuyện chưa rõ ràng ông vẫn cứ tin mấy tin tạp chí vớ vẩn, muốn đối phó với tôi. Còn nữa, Thẩm Trạch, lần trước ở bữa tiệc, có phải tôi đã khiến anh xấu mặt, vì thế anh mới nghĩ trăm phương nghìn kế để đối phó với tôi. Đầu tiên là xúi dục Chu Đức Khoan, lấy trộm mẫu mặt nạ. Bây giờ lại muốn tôi giao cổ phần công ty Danh Dương và dự án sản phẩm làm trắng da và chống lão hóa, có phải quá đáng rồi không? Chu Dương nhấn mạnh từng câu từ, tất cả mọi người đều nghe thấy. Những người đứng xem ở xa cũng nghe vô cùng rõ ràng. Hóa ra là như vậy, những người này đúng là đáng đời. Có điều, khi biết bản thân mình không phải đối thủ, lại muốn xin tha thứ, sao lại có loại người vô liêm sỉ như vậy? Tiếng mọi người bàn tán truyền đến, hai cha con Thẩm Duy Ngôn và Thẩm Trạch mặt mày xanh lét. Bích Quân, con lại đây, con xem đây là người con tìm. Đến bước đường cùng, Thẩm Duy Ngôn đột nhiên nghĩ ra, lập tức gọi Thẩm Bích Quân, chỉ vào Chu Dương quát. Ông ta làm như vậy là vì Thẩm Bích Quân làm bại hoại gia phong, nếu cô đã không muốn quay đầu thì Thẩm Duy Ngôn cũng sẽ không giơ tay chịu trói. Thẩm Tổng, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Tôi hình như không có thù oán sâu nặng gì với bố cô mà. Chu Dương nhìn Thẩm Bích Quân, tâm trạng cũng rất mơ hồ, cười khổ sở nói. Sự việc hôm nay mà truyền ra ngoài, để Tạ Linh Ngọc biết, kiểu gì cô ấy cũng hiểu lầm. Cha mẹ nhà gái đã ra mặt rồi, những tin đồn chê y báo chí có thể là giả sao? Tưởng tượng đến việc đối mặt với Tạ Linh Ngọc, bản thân giải thích không rõ ràng, Chu Dương đã cảm thấy đau đầu rồi. Còn có thể là chuyện gì nữa, không phải anh cũng nhìn thấy rồi sao? Trầm Bích Quân nhìn đống tạp chí dưới đất, cũng cười lắc đầu khổ sở. Sự việc hôm nay, nằm ngoài sự dự đoán của cô. Trong dự tính của cô, nếu Thẩm Duy Ngôn cố ý đối phó với Chu Dương, thì cô sẽ ra mặt bảo vệ anh, cho dù điều này sẽ cắt đứt hoàn toàn với Thẩm Duy Ngôn và Thẩm gia. Nhưng hình như Chu Dương thừa sức để xử lý việc này, không chỉ có trợ thủ đắc lực, mà còn có hai đại ca giúp đỡ. Mặt cô làm sao vậy? Có người đánh cô, ai? Chu Dương nhẹ nhàng nhìn Thẩm Bích Quân, đột nhiên nhìn thấy điều khác lạ. Bên má phải Thẩm Bích Quân có mấy vết đỏ, mặc dù đã mờ đi nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn rất rõ. Rõ ràng là dấu bàn tay. Lần này, Chu Dương thật sự nổi giận. Thảo nào lại quan tâm tôi như vậy, không có gì. Thẩm Bích Quân sửng sốt. Nhìn Chu Dương thực sự tức giận, trong lòng đột nhiên lại thoáng chút ấm áp. Nhưng rất nhanh cô liền cười khổ sở. Cho dù Chu Dương thật sự quan tâm mình thì sao chứ? Dù sao anh cũng là người đã có vợ. Thẩm Bích Quân, cô phải biết, cô không đơn độc, có thể trước kia là như vậy, nhưng từ khi tôi trở thành cổ đông của Danh Dương, thì tôi chính là chỗ dựa cho cô. Đánh cô, phải hỏi ý kiến tôi mới được. Chương 49, đồng ý gia nhập. Lập tức, cả đại sảnh đều trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người lặng nhìn Chu Dương,
không ngờ anh lại nói ra những lời giống như có ý tỏ tình vậy. Trong nháy mắt, mọi người nhốn nháo lên. Trời ạ, đây là tỏ tình à? Tất nhiên rồi, thật cảm động quá, không ngờ chàng trai trẻ lại có dũng khí như vậy. Ôi ôi, sao tôi lại không gặp được người đàn ông như thế này cơ chứ? Mọi người vừa trải qua sự hoảng hốt, ngay sau đó là cảm giác ngưỡng mộ. Chu Dương một phút ca iota siết động, lập tức lấy lại ý thức, trong lòng cười khổ sở. Vừa rồi anh thật sự ca iota siết động, không suy tính kỹ đã nói ra những lời như vậy. Chưa nói đến việc những câu nói đó có thể khiến Thẩm Bích Quân hiểu lầm, mà nếu truyền đến tai Tạ Linh Ngọc, bị cô ấy hiểu lầm, Chu Dương thật sự không dám tưởng tượng đến. Dù sao ngày hôm trước mới nói lời bảo đảm với Tạ Linh Ngọc, hôm nay lại thế này, đổi thành người khác cũng không có cách nào chấp nhận được. Thẩm Tổng, tôi. Chu Dương biết tất cả là lỗi của mình, cười khổ sở nhìn Thẩm Bích Quân, lời nói được một nửa, liền dừng lại. Thẩm Bích Quân là ai chứ? Người tinh mắt như cô, sớm đã nhìn ra rồi. Tất cả chỉ là Chu Dương nhất thời ca iota siết động mà thôi, đương nhiên không thể coi là thật. Chu Dương, tôi biết anh là vì muốn tốt cho tôi, nhưng có những việc, anh không biết, nên tốt nhất đừng để tâm. Thẩm Bích Quân ánh mắt sâu sắc nhìn Chu Dương, cười nhẹ. Chỉ là, nụ cười này có chút gượng ép. Khóe môi cười không hề hài hòa với biểu cảm chê y khuôn mặt. Nhưng Chu Dương không hề chú ý tới, nghe những câu này của Thẩm Bích Quân, anh thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, cô với. Chu Dương muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Thẩm Bích Quân cũng hiểu ý anh. Yên tâm đi, bố tôi cũng chỉ vì quan tâm tôi quá, nhìn thấy mấy tin đồn này, có chút tức giận, giải thích rõ là được rồi. Thẩm Bích Quân cười nhẹ, cúi người xuống, nhặt hết tờ báo ở dưới sàn. À, đúng rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm. Bích Quân là con gái của tôi, sao tôi lại không tốt với nó chứ? Thẩm Duy Ngôn nghe vậy, ngầm hiểu, lập tức bật cười. Nói láo, bố, sao bố có thể như vậy, đều là do con tiện nhân này, không phải bố nói bắt cô ta nôn ra toàn bộ cổ phần công ty Danh Dương sao, còn dự án IO nữa, tất cả con đều muốn. Thẩm Duy Ngôn biết khó mà dừng lại, nhưng Thẩm Trạch lại không nghĩ thế. Vừa nghe Thẩm Duy Ngôn nói vậy liền sửng sốt. Nổi giận đùng đùng. Láo xược, câm miệng. Bốp. Ngay sau đó, khi tất cả mọi người không ngờ đến, Thẩm Duy Ngôn quay người tát mạnh lên mặt Thẩm Trạch. Má phải Thẩm Duy Ngôn sưng lên, nhìn rõ vết năm ngón tay. Lão Thẩm, ông điên rồi sao, nó là con trai ông đấy, sao có thể động tay đánh nó chứ? Là vì con tiện nhân này. Vốn dĩ lúc Thẩm Trạch bị Thuận ra đánh một bạt tai, bà Thẩm đã không dám lên tiếng. Nhưng bây giờ nhìn thấy Thẩm Duy Ngôn động tay đánh Thẩm Trạch, như là châm ngòi thuốc nổ trỏng lòng bà, lập tức bước đến đỡ Thẩm Trạch, còn chưa xem vết thương thế nào đã mắng Thẩm Duy Ngôn thậm tệ. Sự việc này khiến mọi người trợn mắt há mồm. Ngay cả Chu Dương cũng há hốc mồm, còn không dám tin sự việc trước mắt mình. Thẩm gia tuy không phải là gia tộc đặc biệt cao quý, nhưng cũng có chút danh tiếng, nhiều người mong cũng không với tới. Nhưng giờ khắc này, gia chủ Thẩm gia, cả gia đình Thẩm Duy Ngôn lại ở khách sạn Huy Hoàng khóc lóc. Những điều này truyền ra ngoài, không biết có bao nhiêu người phải cười đến rụng răng. Nhưng giây tiếp theo, lòng Chu Dương lại trầm xuống. Không phải vì Thẩm Duy Ngôn cúi đầu mà anh thấy hưng phấn, cũng không vì Thẩm Trạch bị đánh mà anh vui vẻ. Anh chỉ cảm thấy bi thương. Hóa ra Thẩm Bích Quân từ nhỏ đã sống trong gia đình như thế này. Thậm chí so sánh với bản thân Chu Dương, cuộc sống của Thẩm Bích Quân còn thê thảm hơn. Dường như trừ tiền bạc ra, cô chả có thứ gì. Chu Dương ít nhất cũng có người mẹ yêu thương mình. Nghĩ đến đây, Chu Dương không kìm lòng được quay qua ngơ ngẩn nhìn Thẩm Bích Quân. Lúc này Thẩm Bích Quân cúi đầu, hai vai không ngừng run nhẹ, kìm nén âm thanh trong cổ họng. Cô ấy khóc. Ý nghĩ đầu tiên trong lòng Chu Dương là muốn đi an ủi cô, nhưng lại không biết an ủi như thế nào. Có điều còn chưa đợi anh có bất kỳ hành động nào, Thẩm Bích Quân đột nhiên tiến lên một bước, trực tiếp dựa vào lòng Chu Dương. Khoảnh khắc này, Chu Dương cảm thấy cả thế giới đều ngưng lại. Trước mặt anh, không có Thẩm Duy Ngôn, không có Thẩm Trạch, cũng không có Hổ Gia, Thuận Gia, chỉ có mỗi Thẩm Bích Quân. Mà Thẩm Bích Quân lúc này không có chỗ dựa đang ở trong lòng anh không ngừng khóc lóc.
Chu Dương ngây người, những người khác thì không. Hổ gia khẽ cười một tiếng, gật đầu với Bảo ca, Bảo ca nhanh chóng đưa theo bảo vệ nhanh chóng sắp xếp lại. Dù sao khách sạn Huy Hoàng cũng là của Hổ gia, đương nhiên ông muốn làm gì thì làm. Vợ chồng Thẩm Duy Ngôn và Thẩm Trạch cũng bị Bảo ca trực tiếp dẫn đi. Lập tức, Chu Dương liền thấy xung quanh vô cùng yên tĩnh. Anh có chút mơ hồ ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy không có một bóng người, Hổ gia, Thuận gia đang ở gần đó lặng lẽ nhìn anh. Chu Dương cảm nhận có người ở trước mặt, mặt ửng đỏ, cúi đầu liền thấy Thẩm Bích Quân đang tựa vào ngực anh, hít thở nhẹ nhàng. Hình như cô ấy ngủ rồi. Chu Dương có chút sợ khóc sợ cười, không biết là thần kinh Thẩm Bích Quân quá tốt hay là bản thân anh không hề có tính uy hát yêu ta nào, khiến cô ấy yên tâm mà ngủ như vậy. Hổ gia, sắp xếp cho tôi một phòng đi. 10 phút sau, Chu Dương có chút xấu hổ rời khỏi phòng, nhìn mảng nước mắt trước ngực, lắc đầu cười khổ sở. Có lẽ đợi cô ngủ một giấc dậy sẽ tốt hơn nhiều. Tự lẩm bẩm một lúc, Chu Dương liền ra ngoài đi tìm Hổ gia. 2 giờ sau, sảnh Triều Phượng. Chu Dương, Hổ gia, Thuận gia ba người yên lặng ngồi chê y bàn. 2 giờ qua, Chu Dương nghe ngóng qua Thuận gia, Hổ gia về tình hình Thẩm gia, đặc biệt là tình hình Thẩm Duy Ngôn. Bây giờ, một số tình hình Thẩm gia Chu Dương đã biết rồi, mặc dù anh có thể không quan tâm, dù sao cũng là chuyện gia đình người ta. Nhưng cứ nghĩ đến dáng vẻ Thẩm Bích Quân, Chu Dương lại có chút mềm lòng. Bản thân anh trước kia còn nghĩ Thẩm Bích Quân là một người kiên cường, nhưng không hề hay biết, trong cái vẻ kiên cường đó ẩn chứa biết bao nhiêu uất ức và nước mắt. Chu Tổng, hay là để Thẩm Tổng tham gia vào kế hoạch của chúng ta đi. Đột nhiên, Hổ gia mở miệng nói, khuôn mặt cười cười nhìn Chu Dương. Thuận gia ở bên cạnh cúi đầu uống trà, không nói gì. Chu Dương cân nhắc suy nghĩ, không chắc chắn. Chỉ là tôi không biết Thẩm Tổng có đồng ý hay không, ông cũng biết, một khi đã tham gia thì có thể ảnh hưởng không hề nhỏ. Chu Dương do dự nói. Tôi gia nhập. Đúng lúc này, cửa sảnh Triều Phượng bị đẩy ra, một giọng nữ khàn khàn vang lên. Chương 50, đang tiến hành thu mua. Thẩm Tổng, sao cô lại tới đây? Nhìn thấy có người đến, Chu Dương ngạc nhiên, vội vàng đứng lên nghênh tiếp. Lúc này Thẩm Bích Quân không còn bộ dạng bất lực như lúc nãy, cô đã thay một bộ quần áo khác, khắp người toát lên thần thái đầy sức sống. Tôi biết các người đang nói gì, đáp án của tôi chỉ có một, đó là tôi cũng muốn gia nhập. Thẩm Bích Quân bước vào trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Chu Dương, rồi nhìn thoáng qua Hổ gia và Thuận gia. Lập tức Hổ gia và Thuận gia đều đổ dồn ánh mắt về phía Chu Dương. Bọn họ vẫn đang bàn xem làm cách nào để khuyên Thẩm Bích Quân gia nhập, bây giờ cô lại tự mình tìm đến. Xem ra tên tiểu tử Chu Dương này quả nhiên có mánh khóe để đối phó với phụ nữ. Nhìn thấy dáng vẻ mơ hồ trong đôi mắt hai người đó, Chu Dương buông lỏng cánh tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, anh cũng không biết nên giải thích thế nào. Thẩm Tổng, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Nhưng Chu Dương vẫn muốn nghiêm túc hỏi suy nghĩ nội tâm của Thẩm Bích Quân. Sao vậy, tôi không thể gia nhập hay anh không hoan nghênh tôi gia nhập? Thẩm Bích Quân ánh mắt long lanh nhìn Châu Dương, trong ánh mắt tràn đầy sự giễu cợt, chỉ là sự giễu cợt đó lại có chút nồng nhiệt. Bị cô nhìn như vậy Chu Dương cảm thấy hơi mất tự nhiên, lập tức quay đầu né tránh ánh mắt của Thẩm Bích Quân. Nếu Thẩm Tổng đã muốn gia nhập, thì chúng tôi đương nhiên vô cùng hoan nghênh. Hổ gia cười nói, lấy tài liệu từ trong tay Bảo ca, trực tiếp đặt trước mặt Thẩm Bích Quân. Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch của chúng tôi, vẫn mong Thẩm Tổng xem qua. Thẩm Bích Quân không chút do dự, cầm lấy tài liệu chăm chú xem. Lúc này, tiếp xúc với chuyện liên quan đến công việc, ngay lập tức Thẩm Bích Quân trở thành con người cuồng làm việc, thái độ cẩn thận tỉ mỉ. Từng giây từng phút trôi qua, nửa tiếng sau Thẩm Bích Quân mới đặt tài liệu xuống, rồi ngẩng đầu lên. Tôi không có bất cứ câu hỏi gì, cứ trực tiếp ký hợp đồng đi. Thẩm Bích Quân lạnh lùng nói, cầm bút ký thẳng tên vào tập tài liệu. Chu Dương, Hổ gia và Thuận gia ba người nhìn nhau cười một cách hượng gạo. Bọn họ không ngờ rằng Thẩm Bích Quân lại quyết định nhanh chóng, dứt khoát như vậy. Được. Không cần nói nhiều, Thẩm Bích Quân đã đồng ý, cũng ký tên rồi, Chu Dương ba người họ đương nhiên không có lý do để phản đối. Bọn họ nhanh chóng ký tên vào hợp đồng.
tiếp theo chúng ta phải đến công xưởng Đức Sinh và công xưởng Phúc Hải để khảo sát. Hổ ra cười nói. Không cần khảo sát, cứ trực tiếp thu mua đi, quy mô hai nhà máy đó không lớn, chẳng dùng đến bao nhiêu tiền, nhiều nhất là 20 triệu tệ. Khoảng 66 tỷ VND. Nhưng Thẩm Bích Quân lại từ chối thẳng thừng. Dứt khoát một chút, trực tiếp thu mua đi, hạng mục làm trắng da chống lão hóa không thể trì hoãn lâu thêm nữa, tháng sau tôi nhất định phải tung ra thị trường mặt nạ trắng da chống lão hóa. Thẩm Bích Quân nói chắc như đinh đóng cột, giọng điệu không chút nghi ngờ. Bỗng chốc, sảnh Triều Phượng trở nên yên tĩnh. Chu Dương cười gượng, đối với phong cách làm việc của Thẩm Bích Quân anh cũng hết cách. Dù sao sản phẩm mẫu của mặt nạ trắng da chống lão hóa cũng bị Thẩm Trạch lấy đi một ít rồi, bây giờ nếu có lấy lại được, cũng không biết anh ta đã để lộ ra ngoài hay chưa, vì thế phải loại trừ tất cả nhân tố có tính nguy hiểm. Chu Dương hạ thấp giọng, tỏ rõ thái độ đứng về phía Thẩm Bích Quân. Nếu đã như vậy thì chúng ta sẽ lập tức làm thủ tục thu mua. Hổ ra suy tư một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Còn chưa đến một tuần nữa là đến cuối tháng. Cho dù thủ tục thu mua hai nhà máy nhanh và đơn giản đi nữa thì thời gian cũng vô cùng cấp bách. Vì thế Chu Dương cùng mấy người Hổ ra không hề chậm trễ, mọi người theo dõi từng bước một, quá trình thu mua cũng diễn ra vô cùng thuận lợi. Công ty Danh Dương. Thẩm Tổng, Chu Tổng, đây là hợp đồng thu mua hai công xưởng sản xuất Đức Sinh và Phúc Hải. Diệp Sở Thiến chậm rãi bước vào phòng làm việc của Thẩm Bích Quân, nhìn thấy Chu Dương cũng có ở đó. Khẽ cười, đưa hợp đồng cho Thẩm Bích Quân. Được, tôi biết rồi. Thẩm Bích Quân đáp lại một tiếng rồi đưa hợp đồng cho Chu Dương. Anh thấy thế nào? Thẩm Bích Quân khẽ hỏi. Tôi không có ý kiến gì, cô cũng biết tình hình của Hổ Gia và Thuận Gia, bây giờ tình thế xã hội không hề có lợi cho họ, vì vậy không để họ đi mãi theo con đường đó. Chu Dương ngừng giây lát, nghĩ đến những lời Hổ Gia nói với anh trong lần gặp đầu tiên. Vì thế, bọn họ nhất định phải tìm được bước ngoặt đột phá, việc hợp tác với chúng ta là sự lựa chọn duy nhất trước mắt họ, cũng có thể là sự lựa chọn cuối cùng. Chu Dương vô cùng tự tin, anh không hề lo lắng việc Hổ Gia và Thuận Gia có giở trò lừa bịp gì trong đó. Ừ, vậy anh nhanh chóng sắp xếp đi, tôi cần phải tung sản phẩm mặt nạ trắng da chống lão hóa ra thị trường vào tháng sau, ít nhất phải đảm bảo sự cung ứng của toàn thị trường. Thẩm Bích Quân khẽ nói, vẻ mặt không chút biểu cảm. Nhưng Chu Dương có thể nhận ra sự lo lắng cấp bách trong lời nói của cô ấy. Công ty Danh Dương là sự tồn tại để Thẩm Bích Quân chứng minh giá trị của bản thân đối với nhà họ Thẩm, còn hạng mục trắng da chống lão hóa lại chứng minh sự giá trị tồn tại của công ty Danh Dương. Cho dù là cái nào, cũng đều vô cùng quan trọng đối với Thẩm Bích Quân. Đúng rồi, mấy ngày nay bố cô có làm khó cô không? Sau khi bàn giao xong công việc, Chu Dương do dự chốc lát. Khẽ hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn Thẩm Bích Quân. Sao thế, anh quan tâm tôi à? Thẩm Bích Quân nghe thấy vậy liền dừng bút, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, nhìn Chu Dương cười. Là đồng nghiệp, quan tâm một chút không phải rất bình thường sao? Thẩm Bích Quân xem ra hơi chột dạ, giọng của Chu Dương cũng nhỏ hơn. Anh hỏi tôi thì chi bằng anh đi hỏi vợ anh. Nhưng câu nói tiếp theo của Thẩm Bích Quân lại khiến Chu Dương sững sờ. Linh Ngọc. Trong lòng Chu Dương cảm xúc lẫn lộn. Từ sau lần gặp đó Tạ Linh Ngọc nói cô muốn suy nghĩ kỹ thêm, đã nhiều ngày như vậy cô vẫn chưa xuất hiện, thậm chí cũng không đến mỹ phẩm duyệt kỹ. Không phải Chu Dương chưa đến nhà họ Tạ tìm cô, mà mỗi lần đến đều bị bà Tạ chặn ở ngoài cửa. Tinh tinh tinh. Lúc này bỗng nhiên điện thoại của Chu Dương vang lên. Chu Dương cầm điện thoại, nhìn thấy tên người gọi đến liền sững sờ. Hít sâu một hơi, Chu Dương nghe máy. Alo. Chu Dương, em muốn gặp anh có thời gian không? Giọng nói của Tạ Linh Ngọc phát ra từ đầu dây bên kia. Còn Thẩm Bích Quân sau khi nghe thấy giọng nói của Tạ Linh Ngọc, bất giác giỏng tai lên, nhưng lại cúi mặt xuống có chút buồn rầu. Câu lạc bộ Silver Lake. Tạ Linh Ngọc hẹn gặp Chu Dương ở đây. Mặc dù không biết tại sao Tạ Linh Ngọc lại lựa chọn chỗ này. Nhưng Chu Dương vẫn không chút do dự. Lúc này trời đã tối, xung quanh câu lạc bộ Silver Lake chỗ nào cũng là các cô gái trang điểm xinh đẹp, dáng vẻ quyến rũ mê người, liếc mắt đưa tình với từng người đàn ông bước vào trong câu lạc bộ Silver Lake. Anh đẹp trai, đi một mình sao?
có cần em đi cùng anh không? Hi hi. Chu Dương đứng ngoài câu lạc bộ Silver Lake, còn chưa vào bên trong đã bị một cô gái trang điểm xinh đẹp chặn ở cầu thang bên ngoài cửa. Cô gái khoác tay Chu Dương, cố gắng liếc mắt đưa tình một cách hơi gượng gạo. Chu Dương khẽ cau mày, động tác kiểu này khiến anh cảm thấy không thoải mái. Xin lỗi, tôi đã có bạn gái đi cùng rồi. Chu Dương rút cánh tay lại, đi vài bước, cách xa cô gái. Chương 51, cô gái kỳ lạ. Ồ, anh đợi một chút. Chu Dương đi được mấy bước, cô gái liền đuổi theo, một lần nữa níu lấy cánh tay Chu Dương. Sốt cuộc cô có việc gì? Chu Dương không biết phải làm gì, đành đứng lại, nhíu mày hỏi. Đối với cô gái trước mặt, Chu Dương thực sự không có hứng thú. Cô gái chưa thực sự trưởng thành, thậm chí gương mặt còn rất trẻ con, cộng thêm lớp trang điểm đậm che y mặt, khiến Chu Dương không nhìn nổi. Hi hi, soái ca, em thấy anh có một mình. Em làm bạn gái anh được không? Anh yên tâm, em tuyệt đối không có ý đồ xấu. Cô gái nhỏ giơ ba ngón tay, thề bảo đảm. Nói xong, cô thậm chí còn chớp mắt mấy cái với Chu Dương, tỏ ra biểu cảm đáng thương. Cô bé à, tôi còn có việc, nếu cô thật sự muốn tìm bạn trai, vậy thì ở đây có rất nhiều, bọn họ mặc đẹp hơn tôi, đi xe xịn hơn tôi, cô hoàn toàn có thể tìm bọn họ. Chu Dương khuyên bảo, rồi rút cánh tay ra lần nữa. Lần này, Chu Dương không để cô gái đuổi kịp, lập tức xoay người bước vào câu lạc bộ. Tạ Linh Ngọc sớm đã đặt bàn, Chu Dương theo vị trí cô gửi, bước thẳng vào. Anh đến rồi. Chu Dương đẩy cửa bước vào, đã thấy Tạ Linh Ngọc đang chờ. Có điều, đợi anh ngồi vào ghế, hai người liền rơi vào trầm lặng. Có phải em đã suy nghĩ kỹ rồi? Sau một lúc lâu, Chu Dương chủ động mở miệng nói. Vấn đề gần đây của anh và Tạ Linh Ngọc chính là mối quan hệ giữa anh và Thẩm Bích Quân. Tạ Linh Ngọc cũng đã nói cần 3 ngày để suy nghĩ kỹ. Tính ra thì 3 ngày đã sớm qua rồi. Còn bây giờ Tạ Linh Ngọc tìm anh nói chuyện, nhất định có liên quan đến chuyện này. Nhưng Tạ Linh Ngọc không trả lời, chỉ ngẩng đầu, biểu cảm phức tạp nhìn Chu Dương. Chu Dương, anh rốt cuộc còn có điều gì giấu em? Tạ Linh Ngọc nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói tràn đầy sự mệt mỏi. Trong mấy ngày này, sau khi về nhà, hồi tưởng lại quãng thời gian ở bên Chu Dương. Cuối cùng phát hiện, cô và Chu Dương chẳng có ký ức gì. Từ khi Chu Dương làm rể Tạ ra, không chỉ có bà Tạ, nhà họ Tạ, mà cả thái độ của cô với Chu Dương cũng không phải quá tốt. Nhất là gần đây, mỹ phẩm Duyệt Kỷ gặp khó khăn, cô càng thêm phiền não. Bây giờ nghĩ lại, Tạ Linh Ngọc phát hiện bản thân căn bản không hề hiểu Chu Dương. E rằng điều mà cô biết rõ nhất chỉ là Chu Dương còn có một người mẹ đau ốm. Nhưng trong thời gian gần đây, Chu Dương thay đổi quá nhiều. Nhiều đến mức mà Tạ Linh Ngọc không thể hiểu nổi. Từ một người vô danh, lại trở thành cổ đông công ty danh Dương, phụ trách dự án sản phẩm làm trắng da chống lão hóa. Còn bản thân cô cũng phải nhận sự giúp đỡ của anh. Điều này từ trước đến nay căn bản là không thể. Linh Ngọc. Anh có thể giấu em chuyện gì được, nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ em không biết anh là người như thế nào? Chu Dương trong lòng chợt buồn, biết rằng Tạ Linh Ngọc vẫn không hoàn toàn hiểu rõ và tín nhiệm anh. Em! Tạ Linh Ngọc đang định nói, thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Cuối cùng cũng tìm được anh rồi, anh làm gì mà chạy nhanh thế, suýt chút nữa là em mất dấu. Cô gái lúc nãy đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Chu Dương, mắt liền sáng lên. Lập tức cười bước đến bên cạnh Chu Dương, khoác chặt tay vào anh. Bây giờ, cả phòng liền trở nên yên tĩnh. Tạ Linh Ngọc không tin nổi nhìn Chu Dương, sau đó lại nhìn cô gái, trong mắt tràn đầy sự thất vọng. Chu Dương cũng hết sức đau đầu, chỉ muốn thoát khỏi tay cô gái ngay lập tức. Cô đủ rồi đấy, tôi với cô không hề quen biết, tại sao cô lại bám lấy tôi? Em muốn làm bạn gái anh, không phải anh đến tham gia tiệc sinh nhật sao? Cô gái ôm chặt lấy cánh tay Chu Dương, mặc kệ anh có giãy giụa như thế nào, vẫn không thoát ra được. Một câu nói của cô gái khiến Chu Dương nghi hoặc. Cái gì mà tiệc sinh nhật, tôi không hề biết gì cả, cô không thấy tôi đến đây để gặp người khác sao? Chu Dương tức giận, đùng đùng đứng lên, như vậy mới thoát được cánh tay cô gái, trừng mắt tức giận nhìn cô ta.
Còn bây giờ cô gái mới nhìn thấy Tạ Linh Ngọc ngồi phía đối diện, đôi mắt to liền trở nên long lanh. Oa, chị gái này thật xinh đẹp, hai người đều đến tham dự sinh nhật của Tiểu Hân sao? Cô gái nhìn Tạ Linh Ngọc, cảm thán một câu, lập tức buông tay Chu Dương, bước đến bên Tạ Linh Ngọc, thân thiết khoác tay cô, như vẻ chị em thâm tình thắm thiết. Chê y thực tế thì đây là lần đầu tiên gặp mặt. Tạ Linh Ngọc thậm chí không hề quen cô gái này, trong lòng thấy rất mơ hồ. Nhìn Tạ Linh Ngọc có vẻ không hài lòng, Chu Dương biết cô có phản cảm với cô gái này. Cũng phải, hai người vốn đang nói chuyện, nhưng cô gái tự dưng xông vào, không nói được gì đã tỏ vẻ thân mật. Cho dù là người khác, cũng không thể cảm thấy vui vẻ. Vị tiểu thư này, tôi thật sự không biết cô muốn làm gì. Tôi không quen Tiểu Hân mà cô nói, cũng không đến tham dự sinh nhật gì cả, xin mời cô ra ngoài nhanh cho. Chu Dương trầm giọng trách mắng. Anh cũng không có ý trách móc nặng nề, mà xem như cô gái ham vui, chỉ muốn cô nhanh chóng rời đi. Em không đi, em không đi, các người chính là tới tham dự sinh nhật Tiểu Hân. Nhưng khiến cho Chu Dương không ngờ đến là, cô gái không hề nghe lời, cứ ngồi lì ra ở đây. Tô tiểu thư. Đúng ngay lúc này, cửa phòng lại bị mở ra. Hai người đàn ông mặc đồ đen xông vào, cung kính với cô gái. Đồng thời, hai người này cũng nhìn Chu Dương và Tạ Linh Ngọc bằng gương mặt cảnh giác. Lần này, lại đến lượt Chu Dương ngạc nhiên. Anh vốn nghĩ cô gái này chỉ là do ham vui, nhưng bây giờ xem ra, hình như không đơn giản như vậy. Có thể đem hai người vệ sĩ vào câu lạc bộ Silver Lake, sao lại có thể là người đơn giản? Mấy người quen cô bé này, vậy thì tốt quá rồi, mau đưa cô ấy đi đi. Chu Dương bây giờ không muốn gặp phiền toái, chỉ muốn nhanh chóng để cô gái đi khỏi. Hai người vệ sĩ nhìn nhau, không nói câu nào, đi qua phía Chu Dương đưa cô gái đi. Buông ta ra, buông ta ra. Âm thanh của cô gái ngày càng xa dần, Chu Dương liền thở phào. Chu Dương, chẳng lẽ anh không thấy lạ sao? Lúc này, Tạ Linh Ngọc đột nhiên nghi hoặc, nhìn ra ngoài cửa, đăm chiêu suy nghĩ. Sao vậy? Chu Dương không biết Tạ Linh Ngọc đang nói gì, cũng không hiểu rõ. Anh chỉ biết là, cô bé kia đã bị đưa đi, anh nhẹ nhõm rồi, có thể cùng Tạ Linh Ngọc nói chuyện. Chu Dương, hai người kia nhìn có vẻ là vệ sĩ của cô gái, nhưng anh có thấy vệ sĩ nào lại đối xử thô lỗ như thế với chủ nhân không? Tạ Linh Ngọc nhướng mày, đột nhiên nói. Chu Dương ngẩn người, giờ mới nghĩ ra, hai người vệ sĩ ban nãy đã vác cô gái đi. Điều này không hợp lý. Không xong rồi, đó không phải là vệ sĩ. Chu Dương giật mình, trong lòng có dự cảm chẳng lành. Linh Ngọc, em ở đây đừng đi đâu, anh đi tìm cô ấy. Nói xong câu, Chu Dương liền nhanh chóng đuổi theo. Chương 52, đới thiếu gia. Câu lạc bộ Silver Lake xa hoa tráng lệ. Đây là lần thứ hai Chu Dương đến câu lạc bộ Silver Lake, anh hoàn toàn không nhớ hết đường đi, con đường nhấp nhô gập ghềnh, anh đã để lạc mất hai người đàn ông đó. Tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì hết. Trong lòng lặng lẽ thở dài, Chu Dương nghiêm túc nghĩ. Nếu mục đích của đối phương không thuần khiết, thì nhất định sẽ làm chuyện gì đó với cô gái nhỏ đó. Mà loại chuyện như thế, không thể ở nơi có ánh đèn rực rỡ, cũng không thể ở nơi có nhiều người. Như vậy, đối phương nhất định sẽ chọn một góc kín đáo không có người. Nghĩ đến điều này, Chu Dương từng bước hướng về phía ánh đèn âm u quan sát xung quanh. Vù vù vù. Chuyển qua một góc cua, ở đây chỉ có một bóng đèn vàng nho nhỏ đáng thương đang phát sáng, các bóng đèn khác toàn bộ đều bị mờ đi. Chu Dương nhạy bén nghe thấy một tiếng khóc nức nở, truyền đến từ phía trước bên phải của mình. Ha ha, tôi hiểu manh, cô không phải rất cao quý à? Cô không phải không thèm để ý đến tôi sao? Bây giờ thế nào, vẫn phải ngoan ngoãn đến trước mặt tôi thôi. Chu Dương vừa đến trước cửa một căn phòng, thì nghe thấy bên trong vọng ra một giọng nói cực kỳ kiêu ngạo. Đới Uy, anh mau thả tôi ra, nếu để cậu tôi biết anh đối xử với tôi như thế này, cậu ấy sẽ không tha cho anh đâu. Giọng nói của cô gái nhỏ đột nhiên vang lên, có chút kinh hãi xen lẫn sự hoảng loạn. Bất kỳ một người phụ nữ nào bị đám người đàn ông đưa đến nơi này, cũng sẽ hoảng loạn. Càng huống hồ, thân phận của Tô Hiểu Manh này lại không hề đơn giản, công thêm việc chưa bao giờ trải qua chuyện này. Chu Dương trong lòng thầm nghĩ, từ
Từ đoạn đối thoại của họ, đại khái đã đoán được sơ bộ. Nhưng sau đó, trong lòng Chu Dương nảy ra một nghi hoặc cực lớn. Anh rốt cuộc có nên đi quan tâm không? Suy cho cùng, hai người này chắc đã quen biết nhau, mà cậu của cô gái nhỏ đó chắc là một nhân vật không tầm thường. Người như vậy, cái tên gọi là Đới Uy đó thật dám đụng đến. Ha ha, tôi hiểu manh, bớt lấy cậu của cô ra hù tôi đi, cậu cô hiện đang ở bữa tối sinh nhật của Trần Hân rồi, không rảnh để ý đến cô đâu. Mà tôi chỉ muốn quay video cho cô thôi, đến lúc đó nếu cô dám tố cáo, thì tôi sẽ công bố video ra ngoài, để người khác xem, tôi hiểu manh cô rốt cuộc là loại người như thế nào, ha ha. Đới Uy cười to, chậm rãi bước đến bên Tô Hiểu Manh vươn tay ra muốn cởi nút áo của Tô Hiểu Manh. A! À. Khi nghe tiếng hét, Chu Dương ở ngoài cửa không thể do dự nữa, trực tiếp đập cửa lao vào. Dừng tay! Đôi mắt của Chu Dương trừng to, nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ. Lúc này, Đới Uy đang ở trước mặt Tô Hiểu Manh, vươn bàn tay ra là có thể chạm vào cổ áo của Tô Hiểu Manh. Chỉ cần dùng chút lực. Anh ta có thể mở nút áo của Tô Hiểu Manh, còn Tô Hiểu Manh nháy mắt sẽ bị lộ ra mảng da trắng. Hu hu, anh Dương, mau cứu em. Sự xuất hiện của Chu Dương khiến Đới Uy và Tô Hiểu Manh đều sững sờ trong giây lát. Nhưng rất nhanh, Tô Hiểu Manh nhận ra Chu Dương, ngay lập tức bật khóc. Mày là ai? Còn Đới Uy khuôn mặt hung dữ cũng đứng dậy, nhìn Chu Dương, trong mắt đầy sự nghi hoặc. Đây cũng là những gì tao muốn hỏi mày. Mày là ai? Mày muốn làm gì? Buông cô ấy ra. Chu Dương ổn định tâm trạng, phẫn nộ nói. Mặc dù anh thậm chí không quen cô gái tên Tô Hiểu Manh này, nhưng lương tâm khiến anh không thể làm ngơ. Ha ha, thật buồn cười, vậy mà còn có người hỏi tao là ai? Đới Uy ha ha cười lớn, trực tiếp lấy ra bộ đàm được để ở phía sau lưng, ra lệnh với người đầu bên kia. Người đâu, chết ở đâu hết rồi, mau đến đây cho tao. Không đợi Chu Dương phản ứng, lập tức có hơn mười mấy người đến, khiến căn phòng trở nên chật chội. Hừ, tiểu tử, bây giờ tao có thể nói cho mày biết, tao là ai? Đới Uy cười xấu xa, nhìn về phía đám vệ sĩ gật gật đầu. Hừ, tiểu tử, đây là đới thiếu gia của chúng tao, ông chủ nhỏ của câu lạc bộ Silver Lake, nếu mày đã đắc tội đới thiếu gia, thì đừng nghĩ đến việc ra khỏi câu lạc bộ Silver Lake. Một tên vệ sĩ đứng ra, đắc ý nói. Chu Dương nhận ra người này, chính là một trong hai người đã đưa Tô Hiểu Manh đi. Nhưng, điều khiến Chu Dương kinh ngạc, không phải là điều này, mà là thân phận của Đới Uy. Cậu ta hóa ra là ông chủ nhỏ của câu lạc bộ Silver Lake. Nhưng vậy thì đã sao, ngay cả khi là ông chủ của câu lạc bộ Silver Lake, thì cũng chỉ là một thuộc hạ của Chu gia mà thôi. Ha ha, tiểu tử, sợ rồi hả? Chỉ cần bây giờ mày quỳ xuống, gập đầu ba lần với tao, gọi một tiếng ông nội, thiếu gia ta sẽ tha cho mày. Đới Uy lạnh lùng, đắc ý nói. Dường như ca ụ ta đoán chắc, chỉ cần cậu ta báo thân phận của mình, Chu Dương chắc chắn sẽ mềm nhũn mà cầu xin tha thứ. Còn Chu Dương nhất thời ngẩn ra, khiến cho cậu ta càng thêm tự mãn. Anh Dương, anh đi tìm cậu em mới có thể cứu em. Tô Hiểu Manh đột ngột vùng vẫy hét lên. Khuôn mặt lo lắng, trong ánh mắt đầy sự biết ơn. Sự xuất hiện của Chu Dương khiến Tô Hiểu Manh rất bất ngờ. Nhưng ngoài bất ngờ ra, còn vô cùng cảm động. Một người hoàn toàn không quen biết, thậm chí còn là người mà mình ghét, vậy mà bất chấp nguy hiểm lớn vậy, đến cứu mình. Tô Hiểu Manh cảm giác trong lúc này tâm trạng cô như có gì đó đang nới lỏng ra. Hừ, xem ra mày không muốn quỳ xuống. Đã vậy thì khỏi cần nghĩ đến việc rời khỏi đây, lên. Đới Uy sắc mặt ngang tàng, trực tiếp ra lệnh. Mười mấy tên vệ sĩ lập tức xông tới, nắm tay nhanh như gió, hoàn toàn không có ý định nể mặt mà nhẹ tay đánh. Chu Dương bản thân cũng có chút bản lĩnh, đối phó với đám côn đồ bình thường không chút vấn đề. Nhưng bây giờ anh đang phải đối mặt với vệ sĩ chuyên nghiệp, hơn nữa anh phải cùng lúc đối mặt với hơn mười mấy người, anh căn bản không có cách nào chống lại. Chẳng mấy chốc, thân người Chu Dương đã đầy những vết thương. Nhưng may mắn là anh đã bảo vệ bản thân tốt, không có vết thương trên y mặt hoặc đầu, chỉ có một vài vết máu xuất hiện trên y cánh tay. Mày làm như này, lẽ nào không nghĩ đến hậu quả sao? Chu Dương vừa chống cự vừa hét lên.
làm vậy chủ yếu là để đánh lạc hướng sự chú ý của đối uy. Ở đây rất ít người qua lại, giờ này chắc sẽ không có ai đi qua. Mà nếu thật không có ai đi qua, thì không chỉ anh, mà còn Tô Hiểu Manh sẽ bị đối uy bức hại. Cho nên, Chu Dương nghĩ muốn hét thật to để thu hút sự chú ý của người khác. Ha ha, mày đừng lãng phí sức lực bản thân nữa, đừng nói rằng không có ai ở đây, ngay cả khi có người ở đây, cũng phải ngoan ngoãn cút đi cho tao. Tiếp tục đánh. Đối uy cười lớn, xông đến trước mặt Chu Dương, muốn vung nắm đấm. Dừng tay. Nhưng tại lúc này, một giọng nói trầm đầy nguy hiểm đột nhiên vang lên. Mà Chu Dương rõ ràng có thể cảm nhận ra tinh thần của đối uy hoảng loạn trong tích tắc, nhanh chóng nắm lấy cơ hội tránh nắm đấm của anh ta, trực tiếp phản đòn lấy khuỷu tay đánh thẳng vào ngực đối uy. Răng rắc. Trong nháy mắt, một tiếng răng rắc rõ ràng vang lên, khuôn mặt của đối uy lập tức trở nên trắng bệch, đau đớn lùi bước, té thẳng xuống đất. Lúc này, Chu Dương cũng nhìn thấy người đang đi tới. Hóa ra là ông. Chương 53, lời mời của Tô Hiểu Manh. Là ông, giám đốc Trịnh. Nhìn thấy rõ người đang đến, Chu Dương liền nhớ ra đối phương là ai. Hóa ra là giám đốc Trịnh của câu lạc bộ Silver Lake, Trịnh Lập. Lần trước, khi Tạ Linh Ngọc và Trần Tuấn Sinh gặp gỡ nhà đầu tư ở đây, Chu Dương đã đánh Trần Tuấn Sinh một trận. Ngay khi Trần Tuấn Sinh muốn đánh trả, thì bị giám đốc Trịnh dẫn người chặn lại, còn hủy bỏ tư cách hội viên của Trần Tuấn Sinh và mấy nhà đầu tư đó tại câu lạc bộ Silver Lake. Chỉ là Chu Dương không ngờ rằng, lần đầu tiên là do giám đốc Trịnh giúp mình giải quyết vấn đề. Đây là lần thứ hai, giám đốc Trịnh vẫn đến kịp thời như thế. Chu thiếu gia, xin ngài vui lòng chờ trong giây lát. Giám đốc Trịnh muốn đổ mồ hôi lạnh, ông ta tất nhiên biết thân phận của Chu Dương, đối uy này, vậy mà đã đắc tội với anh ấy. Nhưng rất nhanh, ông ấy phản ứng lại, chào hỏi xong, liền đi thẳng đến bên đối uy. Đối uy, gan của mày thật là lớn. Vừa cất tiếng hét, giọng điệu của giám đốc Trịnh thay đổi ngay lập tức. Nếu nói lúc mới đầu giám đốc Trịnh vẫn là một giám đốc tao nhã dễ gần, thì tại thời điểm này, ông ấy chính là một người toàn thân toát ra khí thế uy nghiêm. Chu Dương chấn động rồi lập tức kinh hoàng. Còn đối uy và mười mấy vệ sĩ đó trong lòng đã rất sợ hãi, hai bắp đùi run rẩy, thân hình đứng không vững. Cậu, con không. Nhưng những lời sau đó của đối uy khiến Chu Dương còn sốc hơn. Đối uy này lại gọi là giám đốc Trịnh là cậu. Nói cách khác, cậu ta hóa ra là cháu trai của giám đốc Trịnh. Chẳng trách cậu ta kiêu ngạo như vậy, mấy vệ sĩ đó cũng nói rằng cậu ta là ông chủ nhỏ của câu lạc bộ Silver Lake. Bốp! Nhưng điều khiến người bất ngờ là, tiếng gọi cậu của đối uy không những không thay đổi được gì, trái lại liền nhận một cái tát vang dội. Cậu ơi, cậu! Đối uy khuôn mặt đờ đẫn nhìn giám đốc Trịnh, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi. Đừng nói là cậu ta, ngay cả Chu Dương cũng có chút bất ngờ. Thằng khốn kiếp, mày vẫn còn mặt mũi gọi tao là cậu. Mày đang làm gì vậy? Hả, tao dạy mày làm như vậy hả? Giám đốc Trịnh không chút khách khí, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mắng. Tao nói với mày, đối uy, nếu không phải giữ sĩ diện cho mẹ mày, mày nghĩ tao thèm quản mày sao? Cả ngày không chịu học hành, chỉ biết làm sằng làm bậy. Mày có biết hôm nay mày đã làm gì không? Con không làm gì cả, đây chỉ là một sự hiểu lầm. Đối uy muốn bác bỏ, nhưng mới nói được một nửa liền dừng lại. Bởi vì lúc này giám đốc Trịnh đang trợn mắt nhìn anh ta rất hung dữ. Chú Trịnh, hu hu. Tô Hiểu Manh chạy đến trước mặt giám đốc Trịnh, bộ dáng bị kinh sợ, khóc không ngừng. Hiểu Manh, con không sao chứ, con đi qua một bên trước đi, để chú dạy dỗ tốt thằng khốn này trước. Giám đốc Trịnh an ủi Tô Hiểu Manh, kêu người dẫn cô ấy sang một bên, rồi nhìn lại đối uy, trong đôi mắt đầy dứt khoát. Có lẽ là cảm thấy được gì đó, đối uy đột nhiên trở nên vô cùng sợ hãi. Cậu ơi, con chưa làm gì cả, con còn chưa làm đâu, cậu thấy đấy, Tô Hiểu Manh vẫn ổn. Đối uy trực tiếp quỳ chê y mặt đất lạy lục xin bỏ qua. Bốp! Nhưng đổi lại, vẫn là một cái tát vang dội. Thằng khốn kiếp, chỉ biết những chuyện đó, lẽ nào mày không biết Hiểu Manh là ai sao? Còn nữa, ai cho phép mày đánh nhau với Chu tiên sinh? Giám đốc Trịnh mắng. Đối uy mặt ngơ ngác, thắc mắc Chu tiên sinh cái gì,
con không quen mà. Là tôi. Chu Dương chậm rãi bước về phía trước vài bước, đến trước mặt Đới Uy, từ trên y cao nhìn xuống cậu ta. Mặc dù anh không bị thương, nhưng bị người khác đấm đá tay chân, cũng cảm thấy khó chịu. Mày đang nói láo, cậu, tên đó chỉ là một tên nhãi danh, không là gì cả. Khi Đới Uy thấy Chu Dương bước ra, khuôn mặt cậu ta cũng đầy nghi ngờ. Mà thực tế, Đới Uy hoàn toàn không quen biết Chu tiên sinh trong miệng của giám đốc Trịnh. Thằng khốn nạn, dám ở trước mặt Chu tiên sinh nói năng hồ đồ. Giám đốc Trịnh một lần nữa vung cánh tay cái tát mạnh vào Đới Uy. Chu tiên sinh, tất cả là do tôi dạy dỗ không nghiêm khắc, nên mới khiến ngài bị thương, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ cho ngài một lời giải thích. Sau khi trừng mắt hung dữ nhìn Đới Uy, giám đốc Trịnh nhìn về phía Chu Dương, khuôn mặt trịnh trọng cam đoan. Chu Dương gật đầu, không nói gì thêm. Người đâu, dẫn tên khốn kiếp này ra ngoài, không có sự cho phép của tôi, không được rời khỏi một bước, nếu không, các người tự biết hậu quả. Vừa nghe lệnh xong, một số người do giám đốc Trịnh mang đến đã cùng nhau xông lên, đỡ Đới Uy lên, dẫn cậu ta ra ngoài. Chu Dương không biết Đới Uy sẽ bị đưa đi đâu, sẽ phải nhận hình phạt gì. Nhưng bây giờ anh không quan tâm đến điều đó, suy cho cùng giữa anh và Đới Uy không có nhiều thù hận, đơn thuần lúc đó chỉ là thấy việc nghĩa nên dám làm thôi. Bây giờ điều khiến Chu Dương tò mò là, giám đốc Trịnh làm sao phát hiện ra nơi này, hơn nữa xem ra cũng đã được chuẩn bị mà đến. Đúng rồi, giám đốc Trịnh, làm sao ông biết ở đây phát sinh chuyện như thế này? Chu Dương nhẹ giọng hỏi, cũng không có giấu giếm gì. Chu Dương, anh không sao chứ? Chỉ là không đợi giám đốc Trịnh trả lời, một giọng nói lo lắng đột nhiên vang lên. Nghe thấy giọng nói này, cơ thể anh khẽ giật nhẹ, ngay lập tức quay lại, thì thấy Tạ Linh Ngọc đầu đầy mồ hôi, gương mặt lo lắng tiến về phía anh. Đi đến gần Chu Dương, Tạ Linh Ngọc không ngừng kiểm tra cơ thể của Chu Dương, khi nhìn thấy những vết thương đó, nước mắt không nhịn nổi rơi xuống. Em sao lại đến đây, anh không sao? Chu Dương tuét miệng cười, trong lòng cũng rất vui mừng. Tiếp theo không cần giám đốc Trịnh nói, Chu Dương cũng có thể đoán được cuối trình. Nhất định là Tạ Linh Ngọc thấy anh một mình đuổi theo, trong lòng không yên tâm, cho nên đã đi tìm người giúp. Mà lần trước khi giám đốc Trịnh giúp Chu Dương, Tạ Linh Ngọc cũng ở đó, cho nên ông đã nhận ra cô ấy, sau khi hỏi qua, cũng đoán ra được Chu Dương có thể gặp nguy hiểm. Mà trong thực tế, cũng thật sự như vậy. Tạ Linh Ngọc nhỏ giọng kể lại tất cả chuyện vừa nãy. Đôi mắt nhìn Chu Dương thương xót như cũ, hận không thể để đem những vết thương chuyển qua cho mình. Chu Dương lắc đầu, cố vực lại tinh thần, mới phát hiện trên y gương mặt của Tạ Linh Ngọc ngoài chút đau lòng ra, không có gì khác nữa. Thì ra là ảo giác. Chu Dương mới hiểu, ánh mắt vừa mới còn tràn ngập thương tiếc của Tạ Linh Ngọc chỉ là ảo giác. Anh Dương, cảm ơn anh, nếu không có anh, em không còn mặt mũi gặp người khác rồi. Lúc này... Tô Hiểu Manh cũng vừa thu dọn xong, quay lại đây, thấy Chu Dương vẫn đứng đó, lập tức cười bổ nhào về phía trước, hoàn toàn không quan tâm đến Tạ Linh Ngọc ở bên cạnh, trực tiếp nhào vào lòng Chu Dương. À, không việc gì, chỉ là thuận tay làm thôi, ha ha. Chu Dương sững sờ tại chỗ, có chút luống cuống, dù cho anh không coi Tô Hiểu Manh là phụ nữ, thì cô ấy cũng là một cô gái nhỏ, giữa nam và nữ có sự khác biệt, có những khoảng cách vẫn nên duy trì. Hơn nữa, Tạ Linh Ngọc đang ở trước mặt anh, Chu Dương giang hai tay ra, căn bản không dám cùng Tô Hiểu Manh có chút đụng chạm nào. Anh Dương, anh đi cùng em đến tham gia bữa tối sinh nhật của Tiểu Hân được không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 3.